Nhân một ngày đầu xuân, lang thang trên nẻo đường chợ lớn, chợt thấy một hiệu sách bán các loại sách cũ bằng chữ Nho. Tạt vào xem, nhìn khắp các giá sách, thấy có một cuốn đã cũ, ngoài bìa đề Tế Điên Hòa Thượng. Với lấy dở xem, thì ra là chuyện của Lý Tu Duyên, một vị La Hán giáng trần, làm nhiều điều phúc thiện nhưng lại giả điên để che mắt tục. Thấy cuốn chuyện hay hay, có tính cách vượt ngoài, ngã chấp, thế thường, tỉ như chuyện Lỗ Trí Thâm, nên phỏng dịch để rộng đường phán định. Tế Điên Tăng vốn là một vị hòa thượng hữu danh trong Phật, giáo sử thời Tống, luật học uyên thâm, trí thức siêu việt, hành động tuyệt kỳ. Từ cổ chí kim, người ta thường khổ tâm thắc mắc hai thái cực đạo, đời đôi khi hiểu lầm đến thành xa cách. Truyện Tế Điên Tăng chính là một cái gạch nối dung hòa cả đạo lẫn đời, bởi hành động có lúc vượt ngoài khuôn khổ thuyền gia, mà đó mới chính là tác động của khách tu thuyền. Đức và tài là hai điều kiện nghìn xưa mến chuộng, mà nghìn sau cũng noi gương. Đọc truyện Tế Điên Tăng, chúng ta sẽ thấy được cái tâm đức cao sáng tuyệt vời và sẽ phải tán thưởng cao tài của người đạt đạo. Nếu đã có một vị tăng ca vang câu, tri thời đạt thế phương toàn thiện, diệu ngộ tam thừ vị tất nan, nghĩa là biết thời biết thế đôi đường vẹn, bước tới liên đài cũng dễ thôi, thì quả là vị đó đã đạt được cái tinh thần cao đẹp của Tế Điên Tăng vậy. Cuốn chuyện đã nát nhầu, câu văn lại quá cổ, người dịch lại không có ý kiến gì thêm bớt cho đượm nồng hương vị tân phong. Lẽ dĩ nhiên có thể là một món ăn quá cũ, nhàm chán cho những ai ưa loại tân tiến. Nhưng dịch giả còn một chút hy vọng nơi độc giả khoan lượng, không tìm cái đẹp ở câu văn mà tìm cái cao tuyệt ở hành động và ý tứ. Cư sĩ Khánh Vân. Hồi thứ nhất, núi Thiên Thai Mậu Xuân cầu tự, chùa Quốc Thanh La Hán giáng trần. Đây nói chuyện về đời Tống, niên hiệu Thiệu Hưng năm đầu. Trong trào có một người họ Lý tên Khiêm, điển tự Mậu Xuân, làm quan tới chức kinh doanh tiết độ sứ, nguyên quán ở Thái Châu thuộc tỉnh Triết Giang, có vợ là Mông Thị. Cả hai vợ chồng đều là người hiền lành, hay làm việc bố đức thi ân, cứu giúp những người cùng khốn hoặc không may gặp bước lỡ làng. Nhân vì khi ấy triều đình gặp Tôi Giang, nịnh thần cầm quyền, Lý Mậu Xuân ngao ngán, buồn rầu, không còn thiết chi danh lợi, quyền thế, liền dâng biểu, xin về hưu dưỡng già. Sau khi được nhà vua ân thuận, vợ chồng đưa nhau về Triết Giang, vui thú cảnh quê, vốn ôm ấp tâm tư nhàn hạ, nay được trở về, vợ chồng càng thêm tăng gia, làm điều phúc thiện. Ngoài việc thiết lập một trang trại rộng rãi khang trang, Lý Mậu Xuân còn giúp đỡ hầu hết dân chúng trong vùng, khiến được an cư, lạc nghiệp. Dân làng được nhờ ân huệ chẳng ít, nên người người đều xưng tụng mệnh danh là Lý Thiện Nhân. Một hôm, sau khi rảnh rỗi, Lý Mậu Xuân dạo cảnh đồng quê, chợt thấy hai người bàn tán dưới gốc cây bàng. Động tính hiếu kỳ, liền đứng lại nghe, nghe xong mặt buồn rười rượi, quay gót trở về. Vừa tới cổng trang, Mộng Thị thấy chồng đi chơi mà sắc không được vui, liền đón lại hỏi: chẳng hay vì sao phu quân đi chơi về mà sắc mặt có sắc thái buồn, xin cho thiếp rõ, hoặc giả có phân chia cùng phu quân được phần nào chăng? Nghe vợ ôm tồn thỏ thẻ, Mậu Xuân càng đượm vẻ buồn bực, thở dài và đáp: phu nhân khá biết, ta nhân ngắm cảnh Tây Hồ, nghe được hai người ngoài nói chuyện phê bình về nhà ta chỉ được cái dấu ác phô lành, chứ còn những việc thường làm không phải thật là chân chính. Mộng Thị ngạc nhiên hỏi lại: vì sao mà họ lại cho mình như vậy? Họ nói nếu ta thật bụng hiền lành, sao lại không có con? Người dẫu xưng tụng, nhưng trời cao lẽ nào không mắt? Thần Phật sao chẳng trụ trì? Chỉ khi nào ta có con, khi ấy mới thực là nhà phúc thiện, vì vậy mà ta cảm xúc đau buồn. Mộng Thị khuyên chồng cưới vợ bé để mong có người nối nghiệp hương hỏa. Mậu Xuân liền nói: phu nhân khuyên ta như thế là sai rồi. Ta nay tuổi ngót 50, há làm chuyện thất đức, thất nghĩa, lãng quên đi cái nghĩa tào khang được vậy sao? Nhưng mà thần Phật chẳng dứt hương lửa nhà ta, thì tuổi phu nhân hãy còn sinh đẻ, cần chi phải cưới người khác cho thêm phiền phức gia đình. Phu nhân liền bàn: tướng công như đã có lòng nghĩ đến thiếp và nhất định không lấy vợ bé, sao ta không đến chơi nơi cảnh chùa, vái lại thần Phật cầu tự con ư? Mậu Xuân cho là có lý. Ít ngày sau, hai vợ chồng rủ nhau đến làng Vĩnh Minh, phía bắc núi Thiên Thai du ngoạn. Người trong xứ nghe có Lý Viên Ngoại vãn cảnh, nhân mách rằng: trong chùa Quốc Thanh
thường có nhiều linh ứng, hễ ai đến cầu đều được như nguyện. Vợ chồng họ Lý nghe mách rất vui lòng, liền ở trọ lại nhà người quen, trai giới đủ 3 ngày rồi mới sửa sang lễ vật lên chùa lễ Phật. Đường đi vào chùa, tùng trúc xanh tươi, đây đó chim ca vượn hót, một dòng suối biếc róc rách chảy dài, hai vợ chồng thuê kiệu tìm đường lên núi Thiên Thai. Tới chân núi, cảnh trí càng thêm u nhã, rừng cây xanh tốt, xen lẫn non cao, hai vợ chồng xuống kiệu đi bộ. Len theo con đường mòn bờ suối, đi chừng 10 dặm, xa xa có một ngôi cổ tự to rộng trang nghiêm, nằm cạnh sườn non cao ngất, thông reo vi vút hòa theo nhạc suối lời chim. Những bông hoa dại thập thò trong kẽ đá, cửa tam quan đã hiện ra trước mắt. Mậu xuân lòng thấy lâng lâng, do cảnh luyến người, phảng phất như vào nơi thoát tục. Vừa đến chân chùa, vợ chồng Mậu Xuân được chư tăng đón tiếp, đưa vào ý kiến đại đức tri khách dùng trà. Lý phu nhân sai bài lễ vật và dân cúng 10 nén bạc rồng. Trí khách tăng sai các tiểu hoa đăng dâng lễ lên chùa, rồi thân dẫn vợ chồng Mậu Xuân lên lễ Phật. Sẵn lòng thành kính, sẵn tâm thiện lương, hai vợ chồng Mậu Xuân vang vái hầu khắp nơi. Vừa lúc ấy, Tính Không trưởng lão nghe có lý viên ngoại đến vãn cảnh chùa, liền ra phương trượng tiếp đón. Vợ chồng Mậu Xuân cung kính hành lễ, chào vị trưởng lão trụ trì xong, liền ngỏ ý mình cùng kể hết nguyên nhân sự việc, cúi xin phương trượng chỉ bảo mọi duyên. Tính Không vốn biết họ Lý là người phúc đức, liền thân dẫn lên nơi đạo hùng bảo điện lễ tam bảo và chính trưởng lão lên dân hương làm lễ kỳ nguyện. Lễ xong, trưởng lão đưa vợ chồng họ Lý đi xem lễ các nơi thờ tự khác. Bất cứ chỗ nào, Lý phu nhân cũng vang vái khấn cầu, chợt đến bàn thờ 18 vị La Hán. Phu nhân vừa thắp hương vái lại, thì một vị trong ngôi thứ tư nghiêng đổ. Tính Không trưởng lão thấy vậy, vỗ tay vừa cười vừa nói: "Lành thay, lành thay, ta chúc cho viên ngoại trở về chuyến này tất sanh quý tử." Mậu Xuân vui mừng khôn xiết, từ biệt phương trượng ra về. Hơn một tháng sau, quả nhiên phu nhân có tin mừng, Mậu Xuân lo nuôi A Hoàng để đỡ tay chân cho vợ. Thấm thoát 10 tháng dần qua, một hôm trong nhà hồng quang sáng chói, mùi hương thơm ngát xông lên. Mậu Xuân đang ngồi nơi thơ phòng đọc kinh thì A Hoàng chạy vào báo cho biết phu nhân hạ sanh công tử. Nghe báo, Mậu Xuân lòng mừng khôn xiết, liền chạy sang thăm viếng, thấy phu nhân đang thiêm thiếp giấc nồng sau cơn mệt mỏi, còn công tử thì cứ khóc thét lên hoài. Tự nhiên lòng buồn rầu, cái vui cái buồn ngay trong khoảnh khắc thay nhau len vào tâm khảm. Được 3 ngày, các thân bằng quyến thuộc nghe tin lý viên ngoại có quý tử đều lục đục viếng thăm. Mậu Xuân bận rộn tiếp đón ngày đêm đãi đằng đủ mặt. Chợt gia nhân vào báo ngoài cửa có một vị thiền sư xưng là Tính Không ở chùa Quốc Thanh đem lễ vật đến mừng. Mậu Xuân vội vàng thân ra nghênh tiếp. Vừa vào đến nơi, đại sư hỏi ngay: "Công tử có bình an chăng?" Mậu Xuân có hơi không vui đáp: "Thật chẳng dám giấu đại sư, trẻ ấy từ khi sinh ra chỉ luôn luôn khóc, cho đến bây giờ vẫn chưa hết. Tôi thật buồn rầu, chẳng hay đại sư có cách chi chữa khỏi được chăng?" Tính Không liền dạy: "Viên ngoại hãy bồng ra coi." Mậu Xuân nói: "Trẻ mới sinh 3 ngày, bồng ra ngoài e có điều bất tiện." Tính Không bảo: "Không sao, cứ bồng ra đây, ta có cách chữa chạy." Mậu Xuân thấy nói không hại gì, mới vào phòng tự ẩm con ra. Các bạn thân đều bu lại mà xem, thấy công tử nghi dung đoan chính, tướng mạo tốt tươi, duy có điều luôn mồm gào khóc, làm thế nào cũng không nín được. Tính Không bước lại xem qua chợt bảo: "Ngươi đã xuống đây sao còn khóc mãi?" Công tử vụt nín khóc, toét miệng ra cười, cả nhà khôn xiết mừng vui. Tính Không vuốt tóc đứa bé, miệng lăm râm khấn nguyện. Công tử liền nín khóc hẳn, rồi dây qua nói cùng viên ngoại: "Viên ngoại hãy để tôi nhận công tử làm học trò và đặt tên cho công tử là Lý Tu Duyên được chăng?" Mậu Xuân vui mừng quá sức liền thưa: "Xin theo lời đại sư chỉ dạy." Rồi ẩm con đem vào nhà xong trong, rồi sai bài tiệc linh đình thết đãi bạn bè và dọn riêng một tiệc chay thỉnh Tính Không đại sư thu nạp. Tiệc tan ai nấy ra về, Tính Không trưởng lão cũng dặn dò đôi câu rồi ngỏ lời từ biệt. Mậu Xuân thân tiễn hơn một dặm đường mới trở lại. Đây nói về Lý Viên Ngoại, từ khi sinh được công tử thì mừng hơn được báo vật, lo mướn vú bỏ
để cùng phu nhân săn sóc cho con. Năm lại, năm qua, thấm thoát công tử đã lên 7 tuổi, tính tình hiền hậu, trọn ngày, biến nói ít cười, lại không thích chuyện chơi đùa cùng đồng bạn, mà chỉ thường hay một mình, nhắm mắt ngồi lặng, khác hẳn mọi đứa trẻ tầm thường. Lo lắng đến sự học của con, Lý Viên Ngoại rước một ông tú tài đến dạy cho công tử học và kiếm thêm cho con hai người bạn học. Một là Hàn Quần Anh, con ông cự võ Hàn Thanh. Người nữa cháu vợ tên Mông Vĩnh, cùng quê tại Vĩnh Ninh. Ba bạn trẻ quây quần học tập ý hợp tâm đầu. Duy Lý Công Tử tuy tuổi còn nhỏ, song rất mực thông minh. Bất cứ sách gì chỉ liếc mắt xem qua là thuộc, học một biết mười. Hai bạn tuy hơn tuổi mà không theo kịp. Thầy học là tú tài Đỗ Thuần Hương, phải thường thầm khen là trẻ kỳ tài, vẫn thường hay nói với Mộ Xuân: Công tử sau này chắc sẽ thành một bậc kỳ tài thiên hạ, và sẽ là một bậc giúp ích cho đời không nhỏ. Năm công tử 14 tuổi, đã lầu thông các sách tứ thư, ngũ kinh, bách gia, chu tử, hàng ngày cùng Hàn, Mông, hai bạn, ngâm thơ bàn luận, lời lẽ tinh nghiêm và có ý tứ cao xa. Một điểm đặc biệt là Tu Duyên chỉ thích đọc kinh sách Phật, mà hễ đọc đâu nhớ đấy, trí tuệ minh mẫn vô cùng. Năm ấy, Viên Ngoại muốn cho con giữ phần khoa bảng, nên liền ghi tên vào sổ cử tử, đặng lèo chổng đi thi. Nhưng chưa đến kỳ thi, thì bỗng Viên Ngoại lâm bạo bệnh. Biết mình khó thoát khỏi tay tử thần, nhân có em vợ là binh bộ Tư Mã Mông An Toàn. Vừa từ chức về tới quê nhà, liền cho vời tới trước vừa giường để ngỏ lời trăn trối: Hiền đệ, ta chẳng còn ở lâu nơi trần thế, đời ta nay cũng đã đủ rồi. Duy chỉ còn lo cho cháu ngoại cùng chị của hiền đệ, giờ đây không người tương giúp. Những mong hiền đệ nghĩ tình thân quyến, ghé mắt xem việc nhà giúp cho. Riêng thằng Tu Duyên đó, chẳng nên để cho phóng túng mà trễ nải việc học hành. Tất cả hy vọng đời ta chỉ vòng vào nó. Việc lập gia thất cho nó mai sau, ta đã định sẽ cưới con gái Liễu Thiên Hộ ở Liễu Gia Trang. Vậy tâm sự nhờ hiền đệ để tâm lo liệu. Mong An Toàn nghẹn ngào an ủi: Đại huynh cứ an lòng, chẳng nên nói lời quái gở. Bệnh của đại huynh chẳng lấy chi làm nặng, hãy nên tĩnh dưỡng cho mau lành. Việc mai sau đệ sẽ hết lòng theo lời huynh dặn. Mộ Xuân gọi phu nhân lại gần mà nói: Hiền thê, ta nay tuổi đã được gần hoa giáp, chết cũng vừa tuần. Khi ta chết rồi, hiền thê phải lo cố gắng nuôi con cho đến thành danh. Thằng Tu Duyên học rất thông minh, sẽ có thể làm rạng rỡ gia phong. Mai hậu ta ở suối vàng, âu cũng vui lòng. Viên Ngoại lại cho gọi Tu Duyên đến gần, nắm tay mà dặn bảo. Nhưng rồi đàm đưa lên cổ, tâm trí rối loạn dần, trợn mắt xuôi tay mà thác. Phu nhân cùng cả nhà vật mình than khóc, mong binh bộ thì lo việc ma chay thật là đầy đủ. Tu Duyên vì có đại tang nên không vào trường thi, Hàn Quần Anh và Mông Vĩnh đi thi đều đậu tú tài. Tu Duyên càng thêm buồn bã, suốt trong thời gian ở nhà chịu tang, trọn ngày không ra khỏi phòng, chỉ ngồi lặng xem kinh xem sách và càng thâm nhập mọi lẽ huyền vi trong đạo Phật. Qua 2 năm, gần mãn tang cha thì không may phu nhân lại lìa đời, Tu Duyên lại một phen nữa đau buồn khóc lóc. Từ đấy lập chí lánh đời, tự nguyện việc hiếu viên thành, quyết sẽ thí phát đi tu. Vì vậy mọi việc trong nhà đều quỷ cho Mông Viên Ngoại lo liệu, không hề hỏi tới. Năm 18 tuổi, mãn tang hiếu đầy, một hôm Tu Duyên sắm sửa hương hoa lễ vật ra nơi phần mộ của cha mẹ mà tế lại. Trở về thư phòng ngồi trầm ngâm viết một bức thư để lại, rồi sáng sớm hôm sau ra đi mất dạng. Mông Viên Ngoại 2 ngày không thấy mặt Tu Duyên, những tưởng vẫn trì chí học tập trong thư phòng như thường lệ. Nhưng khi qua thư phòng thì thấy cửa khép hờ, đẩy vào không thấy có người sinh nghi, liền tiến thẳng đến án thư thì thấy có đề thơ lại. Thơ rằng: Vơi vơi trời nước thảm mênh mông, quyết độ quần sinh thoát khỏi vòng. Hiến cái thân này cùng vạn hữu, dành cho kiếp khác chứng hư không. Đài sen khuya sớm khuê nguồn giác, cảnh tịnh hôm mai tỉnh giấc nồng. Điên đảo mặc cho người tế thế, riêng mình tự tại chốn non bồng. Dưới thơ lại viết mấy hàng chữ lớn: Tu Duyên phải đi, chẳng nên tìm chi, ngày sau gặp lại sẽ rõ vân vi. Mong Viên Ngoại xem xong, biết Tu Duyên mộ đạo Phật, nên đã quyết lìa bỏ cảnh trần,
nương thân nơi am thiền thanh vắng, liền cho người đi khắp các chùa tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tâm tích nơi đâu. Đây nói về Tu Duyên bỏ nhà ra đi thẳng tới Tây Hồ, lên ngọn núi Phi Lai vào chùa Linh Ẩn, xin được thế pháp đi tu. Hòa thượng trụ trì chùa Linh Ẩn vốn là một vị cao tăng, đạo hiệu Nguyên Không, nghe báo bước ra dùng tuệ nhãn nhìn ngắm Tu Duyên, biết ngay là Kim Thân La Hán giáng phàm, vâng sắc chỉ của Phật đầu thai cứu đời. Nhưng vì trót nhiễm tục trần nên còn mê chưa thật tỉnh, sợ ngày sau ngã trong cuộc đời ngũ trược, Nguyên Không liền lấy tay vỗ lên đầu Tu Duyên ba cái. Tu Duyên hội ý, dường như có sức mạnh nhiệm màu mở toan cửa trí tuệ, vụt mở mái linh, liền quỳ lại Nguyên Không làm lễ bái sư xin thế pháp. Nguyên Không khiến tắm rửa trai giới, rồi đến trước tượng Như Lai xuống tóc cho Tu Duyên, đặt pháp hiệu là Đại Tế. Từ khi Nguyên Không vỗ vào đầu ba cái, Tu Duyên sực tỉnh mộng đời, nhớ được tiền thân của mình, nhưng sợ người trần bày lắm điều ghen ghét, liền phải giả dạng phong điên để che mắt tục. Ra ngoài thì làm việc cứu giúp kẻ khốn cùng, khuyên dạy chúng sinh, nhưng khi ở trong chùa, miếu thì giả dạng cuồng dại, hay làm điều lầm lỗi, vi phạm giới cấm. Ngày ngày đạo tế đi dông ngoài đường, uống rượu, ăn thịt, trong mình nếu không có tiền thì lấy trộm của thập phương cúng chùa mà tiêu xài. Bữa nào không kiếm được đâu ra tiền thì bất luận áo quần, đạo tế liền đem ra phố bán mà mua rượu thịt. Nội chùa, chỗ nào và của ai cũng đều bị mất trộm, duy có trong nơi phương trượng thì không hề suy xuyển vật chi. Có một lần, người thủ hộ là Quảng Lượng mất chiếc áo lễ, truy nguyên ra mới hay là đạo tế đã lấy và đem ra ngoài phố bán, liền cho người đi chuộc về, rồi mặt giận hầm hầm tới trước Nguyên Thông mà bạch rằng: trong chùa hiện nay có một vị tăng không giữ tăng quy, xin phương trượng phải nên nghiêm trị. Nguyên Thông chậm rãi nói: người tuy nhất định rằng việc trộm áo của người là do nơi đạo tế, nhưng mỗi khi muốn kết tội ai cũng đều phải có đủ chứng cớ mới được. Vậy ngươi có bắt được chính tay đại tế lấy áo của ngươi chăng? Bị hỏi ngược lại, Quảng Lượng đành im lặng lui ra, nhưng trong lòng âm thầm oán trách. Nguyên Không gọi lại và khuyên: ta cho phép ngươi tra xét rình xem, nếu thật đạo tế làm việc phạm với thanh quy, ta sẽ nghiêm trị, lúc ấy không muộn. Từ đấy, Quảng Lượng luôn luôn rình xét cử động của đạo tế. Một hôm, đạo tế nằm ngủ trên Đại Hùng Bảo Điện, Quảng Lượng liền quỷ hai tiểu là Chí Thành và Chí Minh núp trong bóng tối mà rình. Nói về Lý Tu Duyên, từ khi được Nguyên Không vỗ đầu ba cái, liền tỉnh ngộ, nhớ túc nghiệp, nhưng vì sợ đời ghen ghét nên giả dạng phong điên, mọi người mệnh danh là Phong Tăng, lại nhân được pháp danh là Đạo Tế, nên nhiều người gọi ngay là Tế Điên, Tế Điên Thượng hay là Tế Điên Tăng. Tế Điên đang ngủ trên bảo điện, bỗng choàng nhổm vậy, giương tay, rủi chân một hồi, rồi nhìn quanh bốn phía không ai, liền đi thẳng xuống nhà khách và với lấy một gói đồ, nhét ngay vào trước bụng. Hai tiểu luôn luôn theo dõi thấy vậy, liền lẳng lặng ra trước cửa chùa mà đón. Khi Tế Điên vừa ra đến cửa, liền bị Chí Thanh nắm lấy la lên. Quảng Thượng cũng vừa ập tới, mấy người hết sức vui mừng vì đã bắt được quả tang việc Tế Điên lấy trộm, liền dắt vào bạch cùng phương trượng. Bạch phương trượng: đạo tế chẳng giữ thanh quy, đánh cắp đồ trong chùa, chính chúng con đã rình bắt được một người như thế, xin phương trượng cho tước bỏ y bát, lột cà sa, thâu giới điệp lại mà đuổi ra khỏi chùa. Nguyên Không trưởng lão nghĩ thầm: đạo tế, ngươi lấy trộm đồ trong chùa tuy chỉ là việc biến tâm nhất khắc trong túc nghiệp mà thôi, ta dẫu che chở nhưng người tục đâu có hiểu vậy, đã đến nước này biết nói sao để độ cho ngươi được đây. Nghĩ rồi, Nguyên Không liền bảo Quảng Lượng: đã có bằng chứng rõ ràng, hãy kêu hắn vào đây xét lấy tàn vật trộm cắp, ta sẽ y theo quy luật thiền gia mà xử trị. Quảng Lượng vẫy tay một cái, Chí Minh nắm cứng Tế Điên dắt tới trước mặt Nguyên Không. Nguyên Không trưởng lão đưa mắt quả thấy trước bụng Tế Điên cộm lên một đống, liền nghiêm trách: đạo tế, người chót lấy trộm vật chi cất giấu nơi bụng, hãy lấy ra xem. Tế Điên nghiêm trang bạch: bạch thầy, thật oan uổng cho đệ tử nào có lấy trộm chi đâu,
Chẳng qua đệ tử ngủ trên đại hùng bảo điện, thấy gạch ngói rơi vãi bề bộn, nên quét thu một đống, rồi tạm thời men nơi bụng để vứt ra khỏi chùa. Muốn rõ lòng đệ tử thì hãy xem đây. Nói xong, Tế Điền rút một cái gói thật to cất ngay trước bụng vứt tung xuống đất, chỉ thấy gạch ngói tung tóe trước mặt mà thôi. Nguyên công trưởng lão thấy vậy, quay nhìn Quảng Lượng mắng rằng: Ngươi là kẻ thủ độ, mà làm việc lại hồ đồ thế ấy, ngươi phải chịu theo hình phạt trong chùa. Nói xong, sai Chí Minh lấy cây thước bản mà đánh Quảng Lượng 10 cây. Tế Điền thấy quang cảnh xảy ra như vậy, bỏ ra đi ngoài, vỗ tay cười lớn, vừa đi vừa nói đúng thật như điên. Ra khỏi cửa chùa, Tế Điền rảo bước tới khu rừng rậm, chợt thấy một người đang vòng dây những toan treo cổ. Tế Điền thấy vậy, lại càng cười vang, 10 phần thích thú. Người đứng thắt vòng dây, rắp toan đút đầu vào vòng mà kết liễu cuộc đời, bỗng nghe cười rộ, giật mình ngừng tay, trông ra thấy vị sư tăng hình thù khoái gở, cười nói huyên thuyên, liền bước tới hỏi: Này, ở đâu mà tới chốn này? Sao lại cười như thế? Tế Điền đáp: Ta vốn ở trong chùa này, thầy ta giao cho 5 lượng bạc sai đi mua đồ áo mũ trong chùa. Nào hay, đường này dắt ta qua một quán rượu, mùi thơm, nồng ác nghiệt cứ xông vào mũi, ta chẳng thể cầm lòng, đành phải vào quán uống chơi và chém. Kịp lúc đi ra, tưởng tới việc thầy sai ta mua áo mũ, nhưng tìm kiếm khắp nơi, không đâu có bán, mà ta trót xài hết phân nửa số bạc rồi. Tính ta vốn không ưa giữ tiền bạc, thấy bạc mua chẳng đủ số, trước sau gì cũng đã lỡ rồi, nên trở lại quán mà uống rượu. Bây giờ ta muốn về chùa, mà e lão hòa thượng sẽ không dung. Ta đường lo nghĩ cuống cuồng, không đường cầu sống, nên đành cười rộ cho qua nỗi lo buồn. Như nếu nhà ngươi có tiền giúp ta được chăng? Sư phụ, nếu có được 5 lạng bạc thì về chùa vui vẻ ư? Đúng vậy. Trong túi tôi nay chỉ có 6 lạng bạc, nhưng tôi là người chẳng muốn sống, tiền bạc dẫu cất cũng chẳng dùng chi được. Thôi, xin cúng dâng sư phụ để cứu ông một phen. Nói xong, liền móc bạc trao cho Tế Điên. Tế Điên cầm bạc nơi tay, xem qua rồi chê rằng: Bạc của ngươi xấu lắm, không tốt bằng bạc của ta. Người lạ nghe xong, trong lòng buồn bực nghĩ thầm: Đã cấp tiền cho, còn chê tốt xấu. Rồi bạch: Sư phụ cứ lấy tiêu thử xem coi có được không. Ừ, để ta tiêu tạm vậy. Nói rồi quay mặt chạy đi. Người lạ đứng ngẫm nghĩ: Con người này thật chẳng hiểu đạo lý gì hết. Như vậy thì tu hành làm sao nổi? Mình đã thương hại cấp tiền cho, còn chê ý chê eo, lại không thấy thốt một lời cảm tạ. Chợt Tế Điên chạy trở lại và hỏi: Này này, ông lão kia ơi, ông vẫn muốn tự vẫn hay sao? Người lạ đáp: Chính phải đó. Rồi giọng như mai mỉa: Cõi trần này nhiều người xấu quá phải không, bạch sư phụ? Chẳng hay ông định chết thiệt hay chết giả vậy? Tôi cần chi giấu ai, tôi thật muốn tìm cái chết. Ông muốn chết thật, nhưng tôi xem ông chẳng đến nỗi nào. Trong mình ông có những 6 lạng bạc đem cho tôi, cớ sao chết đi cho uổng. Chi bằng trước khi chết, hãy cùng tôi ra quán ngồi uống rượu, ngắm người qua lại, nghĩ chẳng vui sao? Người lạ giận nói: Tôi với ngài chẳng can cớ gì, bèo nước gặp nhau, tôi đã có lòng tốt tặng 2 lạng bạc, sao chẳng đi cho rảnh, can cớ chi còn ám ảnh làm phiền. Tế Điền cười ha hả nói: Tốt, 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 ông không chịu. Chết cũng đáng, chết đáng lắm. Thôi ta đi đây. Nói rồi Tế Điền quay đầu chạy. Nhưng mới chạy 5-6 bước, bỗng cười lên hi hi, quay trở lại và nói: Ta thật ăn ở hẹp hòi làm phiền ông lắm. Ta quên hỏi ân công tên họ là gì, tại sao đi tìm cái chết, ông có thể cho ta biết rõ được chăng? Quả may ta có phép cứu ông. Người lạ nghe Tế Điên bỗng dưng ăn nói êm dịu, liền đáp: Tôi họ Đổng, tên gọi Sĩ Hoàng. Tế Điên bảo: Ông nói chậm quá, phải nói nhanh và sơ lược như thế này. Tôi tên Đổng Sĩ Hoàng, người huyện Tiền Đường, mẹ là Trần Thị, vợ là Đỗ Thị, mẹ và vợ đều chết hết. Tôi thờ mẹ rất hiếu thuận. Chuyện ông như vậy đó, tôi nói có đúng không? Sĩ Hoàng lắng tai nghe hết sức kinh dị, nghĩ thầm: Vị hòa thượng này sao lại biết hết việc nhà mình thế này? Còn đang lưỡng lự, Tế Điền hối thúc trả lời ngay, liền ôn tồn kể: Bạch sư phụ, tôi vốn hiếm hoi chỉ sinh được một gái đặt tên Ngọc Thư. Lúc lên 8 tuổi, mẹ nó bị bệnh, qua đời. Tôi không lo nổi tang ma, phải đem cháu gái cho nhà ông tiến sĩ họ Cố làm A Hoàng và giao rằng sau 10 năm sẽ chuộc về bằng số bạc 50 lạng. Từ đấy tôi lo làm ăn,
dành dụm trong 10 năm mới được số bạc 60 lạng. Hôm nay toan tính tới chùa con về, nào hay tới nay mới hay cố lão gia đã thăng nhậm nơi tỉnh khác chưa biết nơi đâu, đành phải nấn ná dò tìm. Chẳng ngờ mới đây bị kẻ trộm lấy mất gần hết số bạc, tầm nã, mòn hơi, vẫn không thấy được. Mất số bạc, tức là hết trông thấy mặt con gái, nên tôi buồn rầu, muốn chết cho yên thân. Tế Điên Tăng bảo, đó là việc nhỏ mọn, để ta hết sức giúp cho người thấy mặt con gái, cha con đoàn tụ, ngươi có vui không? Sĩ Hoàng nói, tôi toàn đem tiền chuộc con, tiền chẳng may mất hết, đầu thấy con cũng không phương kế đem về nuôi nấng, như thế chuộc ra cũng vô ích thôi. Tế Điên nói, thôi, cứ để mặc ta liệu định, ta tự có phép màu chu toàn cho gia đình ngươi. Sĩ Hoàng nắm kỹ bộ dạng Tế Điên, ngẫm nghĩ xem có nhiều bí ẩn, đành liều đáp lời vâng chịu. Tế Điên liền cõng Sĩ Hoàng chạy tuốt đến một hơi, đến một ngõ hẻm, dừng bước và bảo, người tạm đứng yên đây, hãy có người đến hỏi tuổi tác, năm tháng ngày sinh, thì cứ mặc kệ cho người ta cõng đi, sẽ có chuyện lành cho người. Sĩ Hoàng thấy lạ, vâng chịu, đứng đó đợi chờ. Nói về Tế Điên, sau khi đặt Sĩ Hoàng đứng yên nơi đường hẻm, liền co giò chạy thẳng một mạch, ngẩng lên thấy một tòa lâu đài đồ sộ, trong nhà ngồi quây quần 4-5 người. Tế Điên không hỏi trước sau, xăm xăm bước tới. Người giữ cửa trông thấy một hòa thượng lôi thôi lết tết, liền cản lại, nói, hòa thượng ở đâu đến đây, muốn hỏi gì chăng? Tế Điên đáp, chết nổi, tôi quên, phải chăng đây là nhà họ Triệu, có bà cụ có bệnh gần chết? Người giữ cửa nói, chính phải, hòa thượng hỏi làm chi? Tế Điên nói, ta tới trị bệnh. Nói rồi gạt tay người giữ cửa, sấn bước toan vào. Người giữ cửa níu tay Tế Điên lại và bảo, khoan đã, viên ngoại chúng ta đã rước biết bao vị thầy thuốc lừng danh mà còn không trị nổi bệnh của lão phu nhân, huống chi lại rước ông, một vị hòa thượng ăn xin. Phương chi viên ngoại đã đi rước Tô Bắc Sơn tiên sinh và ông danh y Lý Hồi Xuân rồi, không có ở nhà mà tiếp hòa thượng đâu. Đường lúc nói năng, chợt thấy ba người cưỡi ngựa chạy tới dừng ngay trước cửa. Tên giữ cửa reo lên, viên ngoại đã về. Ba người vừa nhảy xuống ngựa, Tế Điên tới trước nói, ba ngày đi ung dung quá, báo hại ta đứng trực đã nửa ngày trời. Chủ nhà này là Triệu Văn Hội, liếc thấy một vị hòa thượng có dáng như khùng, cảm động dùng lời dịu ngọt mà an ủi. Bạch hòa thượng, nhà tôi hôm nay có mẹ bị bệnh, vì thế tôi còn phải đi thỉnh Lý tiên sinh đây về trị bệnh, mời hòa thượng mai hãy lại, tôi xin cấp đỡ tiền bạc. Tế Điên nói, ta thật chẳng phải đi quá duyên, chính là tới giúp trị bệnh cho lão phu nhân đó vậy. Văn Hội chỉ Hồi Xuân và nói, chúng tôi đã rước thầy đây rồi, đó là một vị danh y thời nay, ông chịu phiền về đây chữa chạy cho bệnh của mẹ tôi. Tế Điên liếc mắt ngắm Lý Hồi Xuân mà bảo, tiên sinh là thầy thuốc có tiếng, tôi có một vị thuốc, xin coi xem nó chữa bệnh gì. Lý Hồi Xuân nhũng nhặn, chả dám, xin hỏi đại sư muốn hỏi về vị thuốc nào? Trái cây mãng cầu, lấy ở lò ra, trong bản thảo không có vị thuốc như thế. Tế Điên cười rộ mà rằng, nói lên một vị thuốc có công dụng lớn mà không hiểu, sao dám xưng là thầy thuốc có danh? Vị thuốc ấy trị bệnh bụng đói, thế có biết, thế mà không biết. Mọi người cười rộ. Tế Điên thản nhiên bảo, giờ đây tôi cùng với hai ông, ta cùng đi coi bệnh lão phu nhân được chăng? Lý Hồi Xuân gật đầu, cho đi cũng được. Tất cả bốn người thẳng tới giường của lão phu nhân. Hồi Xuân tới trước cầm tay bệnh nhân nghe mạch, hỏi han vài câu, chỉ thấy phu nhân lắc đầu không nói ra tiếng, bèn quay lại nói với Văn Hội rằng, lệnh đường chính bị đàm lạnh quá nhiều ngăn lấp, cần phải tiêu trừ tan đi, nhưng chỉ sợ lệnh đường già yếu, thân thể suy nhược, khó bề dùng thuốc, vậy nên đi thỉnh vị cao minh khác. Văn Hội nghe nói xiết nỗi lo sầu, thưa rằng, nơi đây còn ai là bậc cao minh, xin phiền tiên sinh chỉ dạy. Hồi Xuân nói một cách trịnh trọng, trong đất Lâm An này chỉ có tôi và Thắng Vạn Phương là còn có chút danh mọn. Nếu như Vạn Thắng Vương Phương trị được bệnh này, tôi đây cũng trị được. Mà liệu tôi không trị nổi, thì họ Thắng cũng vị tất trị nổi. Tế Điên đứng cạnh xen vào, như ông với họ Thắng đều không thể trị lành bệnh, thì tôi chắc tôi không trị được. Mà ngược lại, hai người chắc không trị được nổi, thì tôi đây trị được cho mà coi. Rồi quay sang nói với Văn Hội, viên ngoại hãy chờ tôi xem thử một phen, coi lão phu nhân bị bệnh gì đã. Văn Hội thấy thế cũng đáp liều, vâng được, vâng được.
Lý Hồi Xuân với Tô Bắc Sơn đều muốn xem tài Tế Điên coi bệnh thế nào, nên chẳng nói năng gì. Tế Điên lật đật đến trước giường bệnh nhân, trước vỗ nhẹ lên đầu lão phu nhân ba cái, rồi nói với viên ngoại rằng: "Viên ngoại an lòng, lệnh đường chẳng chết đâu mà sợ, trên ngực hơi thở còn ấm đều." Nói xong, Tế Điên đứng thẳng người, một mắt nhắm, một mắt mở, ngó ngó một hồi, rồi than thở: "Ấy, chẳng qua lão phu nhân bị đàm ngăn lấp tạng phủ mà ra." Lý Hồi Xuân nghe nói cười thầm nghĩ rằng: "Thì cũng vì sợ đàm dữ mà ta không dám trị, nếu không ta đã bị lành rồi, tưởng giỏi gì, hóa ra cũng chạy như ta." Viên ngoại thì nóng lòng cần thầy trị bệnh, lành bệnh cho mẹ, liền thúc giục: "Bạch Hòa Thượng, ngài có chữa khỏi chứng đàm xuyễn được chăng?" Tế Điên nói rằng: "Duy có điều, phải kêu cho nó chạy ra, bởi nó động trong mình nhiều quá, nên làm lão phu nhân bị hôn mê, không dùng thuật kêu nó chạy ra thì chẳng còn phép nào khác." Văn Hội ngơ ngẩn mà nói: "Xin thầy dạy cho biết, đàm mà cũng biết nghe tiếng kêu gọi được sao?" Tế Điên bảo: "Nếu không tin thì hãy xem tôi thí nghiệm." Nói xong, Tế Điên chạy tới trước giường lão phu nhân thét to: "Đàm à, đàm à, mau hãy chạy ra, để ta nổi nóng mày sẽ chết đà." Mọi người che miệng mà cười. Bỗng nhiên lão phu nhân nghe được cười sặc, ho lên một tiếng, mửa ra một cục đờm xanh. Tế Điên lẹ làng móc trong hầu bao ra một viên thuốc xẻ làm đôi, tự uống một nửa, còn một nửa thì hòa nước cho lão phu nhân uống. Chẳng bao lâu, nghe phu nhân thở dài, mở mắt ra rồi nói: "Đau chết đi thôi, ta đói lắm, mau đem cháo cho ta ăn." Văn Hội cả mừng, lăng xăng sai bảo người nhà bưng cháo đến. Khi thấy Tế Điên trị khỏi bệnh lão cho lão phu nhân, Tô Bắc Sơn và Lý Hồi Xuân ngẩn ngơ như tượng đá giữa trời, cho đến khi Văn Hội vòng tay thỉnh cả ba sang thư phòng, sau đó kêu gọi gia nhân làm tiệc đãi đằng. Văn Hội lại hỏi Tế Điên: "Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dùng chay?" Tế Điên đáp: "Ta tối kỵ hai điều, một là ăn chay, hai là tụng kinh. Ông chớ coi ta là Hòa Thượng thường, mà tôi là Hòa Thượng sành nếm rượu thịt." Văn Hội cho là kỳ quái, nhưng cũng cứ dọn tiệc thết đãi. Lúc đó, Lý Hồi Xuân trong lòng ấm ức không phục, hỏi Tế Điên rằng: "Lão phu nhân bị bệnh đờm, nhưng Hòa Thượng biết vì sao mà có bệnh như vậy không?" Tế Điên đáp: "Chỉ bởi trong lòng lão phu nhân ẩn tàng thương mến một vật chi đó, bỗng nhiên vật ấy bị hư hoại đi, khiến nên đau xót, đàm khí sôi sục, tức khắc hôn mê. Nay đã uống thuốc của tôi, cam đoan vô sự." Triệu viên ngoại nghe nói quả nhiên chẳng sai căn bệnh của mẹ, liền đứng dậy vòng tay xá Tế Điên mà nói: "Thánh tăng, ngài luận bệnh không sai chút nào. Mẹ tôi có một đứa cháu vừa lên 6 tuổi, bỗng nhiên bị bệnh hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi thương cháu quá nên đau đớn trong lòng, đàm sôi kéo lên, ức ức mà kết thành bệnh. Thánh tăng đã trị lành bệnh cho mẹ tôi, tưởng chắc bệnh của con tôi ngài trị cũng hết, trăm ngàn lần cầu mong ngài từ bi cứu độ." Tế Điên thản nhiên đáp: "Trị bệnh nào thì trị cũng được, nhưng có điều bệnh của công tử khó kiếm thuốc để dẫn." Văn Hội hỏi: "Thánh tăng muốn dùng vị chi để làm thuốc dẫn?" Tế Điền đáp: "Phải cần dùng một người đàn ông 52 tuổi, sinh ngày 5 tháng 5, và một người con gái 19 tuổi, sinh ngày 15 tháng 8, đem hai người cho gặp mặt nhau, làm thế nào để họ khóc thật to, rồi lấy nước mắt ấy trị bệnh cho công tử, chắc là bệnh khỏi không sai." Văn Hội nghe nói cao mày ngẫm nghĩ rồi bạch: "Ngài dạy tôi phải tìm kiếm đâu cho được hai người như thế bây giờ? Dẫu tìm được, nhưng làm sao cho họ khóc?" Tế Điền nói: "Ông chớ quá lo, tới đâu hay đó, có khi đã có nhân duyên định sẵn, hãy cố dò hỏi tìm kiếm cho ra để mà chữa bệnh cho công tử." Văn Hội nghe theo, lập tức sai bảo người nhà, mỗi người mỗi phương tìm kiếm, mai sau có người đến mách. Tại vùng này không có ai sinh vào ngày tháng như vậy, chỉ có nhà họ Cố có người A Hoàng tên Xuân Hương, sinh đúng ngày 15 tháng 8, lại vừa đúng 19 tuổi. Văn Hội mừng rỡ vô cùng, sai người đến nói khó với Cố viên ngoại và xin đón Xuân Hương. Mặt khác, người tớ trai tên gọi Triệu Thăng gắng sức tìm kiếm cho được người đàn ông. Khi đến ngõ hẻm thấy Đổng Sĩ Hoằng đang đứng ngẩn ngơ nhìn trời ngắm đất, liền tới gần hỏi: "Ông được 52 tuổi phải chăng?" Sĩ Hoằng gật đầu. Triệu Thăng lại hỏi: "Phải ông sinh ngày 5 tháng 5 chăng?" Sĩ Hoằng giật nảy mình, vừa thốt ra tiếng "phải", Triệu Thăng liền ghé lưng cõng tuốt ngay Sĩ Hoằng mà chạy như gió. Sĩ Hoằng sợ toát mồ hôi, nhưng trước sức mạnh của gia nhân họ Triệu đành cứ im lặng không dám nói năng. Triệu Thăng cõng Sĩ Hoằng chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa hay lúc ấy người đi rước Xuân Hương cũng vừa về tới. Sĩ Hoằng trông thấy Xuân Hương liền nhận ra chính là con gái mình, nên gọi Ngọc Như, Ngọc Thư. Xuân Hương trông thấy Sĩ Hoằng cũng nhận ra chính cha mình. Hai cha con sững sờ nhìn nhau một phút rồi ôm nhau mà khóc.
Tế Tiên bước ra vỗ tay cười lớn bảo: "Viên ngoại, ra đây mà coi, thuốc vẫn có rồi." Đoạn lấy ra một viên thuốc trong bọc, sai hứng nước mắt của cha con sĩ hoàng hòa đổ thuốc cho công tử. Giây phút kẻ A Hoàng ra thưa, công tử uống thuốc, thuốc vừa khỏi cổ, liền thấy tỉnh táo như thường, tinh thần khỏe khoắn hơn xưa. Văn Hội hớn hở, liền hỏi Tế Điên, phải chăng ngài muốn giúp cho cha con người này được đoàn viên nên bày trước diệu? Tế Điên liền đem chuyện sĩ hoàng trước sau thuật rõ một lượt. Tiểu Văn Hồi vô cùng cảm phục, liền chu cấp tiền bạc cho sĩ hoàng, sai người đem tiền mướn A Hoàng khác cho nhà họ Cố. Sĩ hoàng lãnh nhận con gái là nàng Ngọc Tư, lại tạ ơn Triệu viên ngoại, rồi cúi đầu từ tạ Tế Điên, dẫn con gái hớn hở ra về. Văn Hội thấy tiệc rượu đã sẵn sàng, liền đứng lên thỉnh mọi người cùng vui vầy yến ẩm. Đang khi rượu vào lời ra, Tế Điên ngoảnh lại thấy họ Tô có vẻ kém vui, liền ha hả cười lớn và móc hầu bao lấy ra một viên thuốc và nói: "Tô viên ngoại bất tất lo rầu, lệnh đường chỉ cần uống một viên thuốc này cũng sẽ mạnh như Triệu lão phu nhân đây ngay." Tô Bắc Sơn nghe xong cười lớn và bạch: "Thánh tăng thật là tài thần bốc tiên sinh, tôi xin bái phục." Nguyên Tô Bắc Sơn tuy cùng đi thăm bệnh mà nhà có mẹ già mắc chứng thượng phong, không đi đứng lại được, nên dù ngồi đó mà lòng luống lo buồn, nay thấy Tế Điên đọc trúng tâm ca, vui mừng khôn xiết, liền từ tạ để về nhà trị bệnh cho mẫu thân. Lý Hồi Xuân ngồi cạnh thấy Tế Điên hễ động nói lại móc hầu bao lấy thuốc, mà không biết trong bọc có bao nhiêu viên, mà bất cứ bệnh gì chỉ móc toàn một thứ đen đen tựa như cáo ghét trong mình, cố ý muốn hỏi liền cho biết, liền nói: "Thánh tăng, thuốc ấy tên chi mà đen đen như thế, xin cho chúng tôi biết pha phương pháp chế biến được chăng?" Tế Điên cười ha hả và đáp: "Thuốc này người trần biết sao nổi, nó là An Mệnh Hoàng, lại có một tên khác là Tẩy Tâm Minh Mục Hoàng, tức là viên thuốc rửa lòng sáng mắt, chuyên chữa các chứng bệnh nguy nan và tất cả tạp chứng. Bất cứ nam phụ lão ấu nếu thành tâm kỳ nguyện, uống một viên này là bệnh gì cũng tiêu tan được hết." Mọi người thấy Tế Điên nói toàn những chuyện có vẻ hàm hồ bí ẩn, liền đem những chuyện văn thơ kim cổ luận bàn, thì Tế Điên đáp thông như nước chảy, hỏi một biết mười, luận lý hơn là Gia Cát, Tàu Tham, thảy đều kính phục. Họ Tô, họ Triệu thấy Tế Điên rách rưới, liền ngỏ ý muốn mua đồ mới cúng vàng. Tế Điên gạt đi bảo: "Y phục chỉ là thức vật bề ngoài, nó rách nhưng tâm không rách là được. Quý vị đã có lòng tốt, xin cứ để dành lại đó, khi nào tôi cần dùng sẽ lấy." Tô Triệu khẩn khoản hai ba lần, nhưng Tế Điên nhất định khước từ, đành hẹn ước thời thường lui tới để hai người được chiêm ngưỡng. Tiệc tan ai nấy cứu về, Tế Điên cũng chân thấp chân cao, nơi bóng thông trở về thiền tự. Đây nói chuyện Tế Điên chân thấp chân cao, noi theo bóng thông về nơi thiền tự, liền lần thẳng lên lầu Đại Bi mà ngủ. Người thủ hộ là Quản Lượng, vốn cố tình quyết hại cho kỳ được, nên sai người trực sẵn. Vừa thấy Tế Điên loạn choạng bước lên lầu, liền khiến phóng hỏa đốt cho bỏ ghét. Nhưng Tế Điên đã tỉnh rượu, ra trước cửa lầu, đứng ré chân trèo, tuôn ra một bãi nước tiểu tiện. Ngay lúc ấy mưa gió ầm ầm, lửa liền tắt ngúm, Tế Điên không nói không rằng, quay vào ngủ kỹ. Ngày hôm sau, có một thí chủ đến chiêu hương cúng Phật. Trong chùa mười phần náo nhiệt, chư tăng thảy đều trịnh trọng lên Phật đường tụng kinh. Đúng giờ ngọ, bỗng thấy Tế Điên loạn choạng đi vào, miệng nồng nặc những mùi rượu, tay xách một đùi thịt, sáng vào chỗ chư tăng đang tụng niệm, ngồi phịch ngay xuống trước bàn thờ Phật, miệng ê a hát nghêu ngao, xen lẫn với tiếng tụng kinh. Hát rồi lại xẻo thịt mà nhai ngòm ngoàm, trông thật là thô bỉ. Quản Lượng thấy gai mắt không cầm lòng được, nổi nóng hét to: "Đây là cửa Phật trang nghiêm, huống chi lại có khách thập phương tới đây lễ Phật, ngươi sao dám to gan tới đây gãy rượu thịt ca hát hoàng xuyên, bộ làm bộ điên cuồng rồ dại, làm nhiễu loạn nơi đất Phật trang nghiêm. Mau hãy bước đi cho khuất mắt, kẻo ta sai tiểu tăng đánh đuổi thì chớ kêu la." Tế Điền khoát tay cười lớn và nói: "Ngươi bảo Phật nào không trang nghiêm, Phật nào trang nghiêm? Phật ở trang nghiêm còn ta không trang nghiêm? Ta câm lặng như vườn giá áo túi cơm, hay như phỏng sành tượng đá, thế thì trang nghiêm chắc. Lũ chúng ngươi chỉ giỏi ê a tụng kinh chết, làm điên đầu người sống. Chính ngươi bất quá là lũ thầy tu, trốn đời ăn bám, chỉ biết có chuyện hưởng của thập phương cúng vàng, ăn trộm hoa quả cúng chùa, xài lãm tính thí, chứ có biết thế nào là tụng kinh hay chẳng tụng kinh, trang nghiêm hay chẳng trang nghiêm." Quản Lượng nghe nói tức giận vô cùng, liền dẫn thí chủ thẳng lên nơi phương trượng, bạch cùng Nguyên Không trưởng lão. Nghe hết tự sự, Nguyên Không
Truyền cho gọi Tế Điên vào hầu. Tế Điên thung dung tiến vào tịnh phòng. Nguyên Thông liền hỏi: "Hôm nay có vị thí chủ đây, nhưng vì bà mẹ nhuốm bệnh nên khẩn cầu đà lễ Phật, kỳ nguyện cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Ngươi đã chẳng thương người mà giúp giùm thì thôi, sao chẳng để chư tăng làm tròn công quả, như thế không sợ tội báo hay sao?" Tế Điên kính cẩn bẩm rằng: "Mô Phật, đệ tử cũng vì cảm lòng thành của thí chủ đây nên mới ca hát cầu an. Chư tăng già họng kêu om toàn thì những lời vô ích, thực ra họ tụng kinh mà tâm không tụng, đâu bằng đệ tử hát mà thực lòng muốn hát cho vui, để người thoát khổ." Vừa lúc ấy, bỗng có người nhà thí chủ đến báo tin rằng lão phu nhân hiện giờ đã ngồi dậy được, nhưng vì mơ màng chim bao, ngửi thấy phảng phất một trận hương vị rượu thịt thơm tho, bất giác tinh thần xúc động mà thành pháp khởi, choàng ngồi dậy được tựa như người không bệnh. Vị thí chủ nghe nói mừng rỡ, quay sang lại Tế Điên và bạch: "Thật nhờ thầy uống rượu ăn thịt mà thực tâm chúc nguyện, khiến mẹ tôi cảm thấy hương vị mà hết đau, ơn ấy thật là tái tạo." Tế Điên tránh ra, thoát cười rộ, rồi ngất ngưỡng đi luôn, vừa đi vừa cười không dứt tiếng. Mọi người đều ngẩn ngơ không hiểu. Ngày hôm ấy, Tế Điên đắc chí, rượu say lại về lầu Đại Bi an nghỉ. Nguyên từ khi Tế Điên chữa khỏi bệnh cho mẹ Triệu Văn Hội, được Văn Hội hết sức trọng đãi, các thân hào nhân sĩ quanh vùng nghe tiếng thảy đều bái phục. Nguyên Không trưởng lão thấy vậy liền giao phó cho Tế Điên làm chức thư ký nơi thiền tự. Quảng Lượng chỉ là chân thủ hộ giữ chùa, thấy vậy lại càng đem lòng ghen ghét, đã nhiều phen kiếm cớ hại Tế Điên mà sự không thành. Quảng Lượng vẫn mang lòng oán hận khôn cằm, nhân đêm nay Tế Điên rượu say lúy túy càng khôn, về ngủ trên lầu Đại Bi, liền cùng lũ tiểu hạ thủ hạ phóng hỏa đốt lầu lần nữa. Lửa gặp gió lùa lan ra rất chóng, chẳng mấy chốc ngọn lửa sáng rực gốc trời, mọi người tri hô cứu chữa. Riêng Quảng Lượng thấy lửa cháy dữ dội, lòng rất vui mừng vì đã thỏa tình báo hận, phen này quyết giết được Tế Điên. Đôn đốc mọi người chữa lửa cầm chừng, chờ cho ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ lầu Đại Bi xong, Quảng Lượng hớn hở đi lên Đại Hùng Bảo Điện, chợt thấy Tế Điên đâm sầm đi tới, miệng cười ha hả, cất tiếng ngâm vang: "Người định hại người đâu có nổi, trời muốn giết ai ai chạy khỏi, lưới trời lồng lộng đánh xa qua, thiện ác báo đầu đừng có hối." Quản Lượng nghe ngâm tức giận tràn hông, căm gan tím ruột, thẹn quá quá giận, liền phăng phăng chạy lên bạch cùng phương trưởng rằng: "Bạch sư phụ, lầu Đại Bi cháy chính do nơi Tế Điên thường tới ngủ, rượu say bất tẩn phát cháy rụi luôn. Chiếu theo giới luật, xin sư phụ tịch thâu y bác, lột lấy pháp phục giới điệp rồi đuổi ngay Tế Điên ra khỏi thiền tự, nếu không thì bắt hắn làm lại căn lầu." Nguyên Không truyền cho gọi Tế Điên vào dạy rằng: "Ngươi làm nhiều việc quá quắc, không sao che chở cho được, nay đã làm cháy căn lầu, phải mau đi quyên bá tánh sửa lại chu viên thì ta sẽ rộng lòng tha thứ cho. Công việc quá duyên và sửa lại lầu sẽ do Quản Lượng định đoạt." Tế Điên quay sang Quản Lượng hỏi: "Vậy ông định hẹn cho ta bao lâu?" "Một tháng được chăng?" "Lâu quá, 3 ngày được chăng?" "Kể ra cũng còn lâu." "Vậy thì ta hẹn 1 ngày, phải quyên cho đủ 1000 lạng. Tế Điên thốt quát to và bảo: "Ta để ngươi đi quyên xem có được hay không." Chư Tăng sợ xảy ra chuyện không hay, liền đứng giàn hòa: "Thôi cho hẹn 100 ngày, Tế Điên chịu khó quyên cho kỳ được." Tế Điên nhoẻn miệng người, cười, phì, rồi gật đầu ưng chịu. Nói xong, chạy thẳng lên chánh điện, tới trước tượng Phật vi phục, với lấy vận đại vào cặp quần, rồi vừa đi vừa hát nghêu ngao xuống núi. Đường đi thoai thoải, thông hát vi vu, giữa cảnh trời nước mênh mông, Tế Điên ngửa mặt đi vừa cười như điên dại. Khi đi qua một quán nọ, ngửi mùi rượu thoảng, Tế Điên xắn áo, vén rèm, bước vô. Chủ quán ngắm hình dung, thấy là một vị hòa thượng rách rưới, nghèo khổ, thì không vui mà nói: "Tiệm tôi mới khai trương, xin khất sĩ đi nơi khác mà xin tiền, chứ bao giờ bán buôn khấm khá sẽ xin cúng dường." Tế Điền cười ngất và bảo: "Sao người dám khinh ta? Ta tới quán uống rượu chứ có quyên giáo người đâu." "Bạch thầy, người tu hành sao lại uống rượu?" "Đừng nói chuyện đường dài, uống mà không uống, không uống là uống, chứ dọn bàn ra cho ta uống chơi, cho ta ăn chơi, ăn không cần no, uống không quá say. Đạo khác chi đời, đời mà là đạo, can gì phân hai." Nói xong, vỗ tay cười ngất và ngồi ngay vào thồi hàng. Chủ quán không biết nói sao, đành nín lặng, sai Tử Bảo dọn rượu. Tế Điên rót từng tô lớn uống ở ngực, thoáng hết 2 vò, lấy tay quệt miệng và khen: "Chà, ngon, ngon,
Ngon mà không ngon, không ngon mà ngon. Hãy tính tiền coi. Chủ quán bạch hết 2 lạng. Tế Điền lại cười rồi bảo, thế có là bao, đợi ta vài ngày ta sẽ trả cho. Chủ quán nổi giận và mắng, ta biết ngươi là ai, tiệm mới khai trương vì quá nể mà bọn ta dọn ra đầy dãy rượu thịt, ăn uống no say là chực liều mạng làm trây, ta nhất quyết không buông tha cái phường ăn quỵt. Vừa lúc ấy, từ ngoài đi vào 2 người đại hán, một người trông thấy Tế Điền liền nói to, bạch thầy, vì sao mà xôn xao làm vậy, ai dám dở giọng khinh khi với thầy, chúng tôi đánh cho chết bỏ. Chủ quán nhìn ra mới hay, đó là 2 chàng liệt bộ, là thợ săn hảo hán trong vùng. Một người là mỹ nhiệm công Tần Lý Hiếu và một người là bệnh nhãn thần Dương Mãnh, vội cung tay vái chào và nói, thưa hai quan nhân, tiệm tôi mới khai trương mà sư phụ đây tới ăn uống hết 2 lạng bạc, lại bảo rồi sao mới trả, như thế làm suối cho tiệm tôi, và còn vốn đâu mà buôn bán. Tế Điền ngước mắt lên thấy là 2 người quen, liền ôn tồn bảo, đồ đệ chẳng nên sinh sự mà chi, ta ăn chịu, nó ăn chịu, ta trả, nó trả. Mọi người đều ngẩn mặt và cho là lời nói say sưa, hàm hồ, vô lý. Trần Lý Hiếu quay bảo chủ quán, các người không biết sư phụ đây sao? Ấy chính là vị Phật sống ở chùa Linh Ẩn, chính là Tế Công trưởng lão, người thường hay giả điên, rượu thịt say sưa, nhưng thường ngao du khắp dãy Lâm An, cho thuốc cứu người, phổ độ chúng sinh. Chính chúng ta đây cũng là đệ tử của người. Từ nay về sau, thầy ta có qua đây ăn uống phải nên trọng đãi, hết bao nhiêu ta trả. Chủ quán ngỏ lời xin lỗi. Trần Lý Hiếu móc túi trả tiền xong, liền thỉnh Tế Điên cùng đi. Đi một quãng xa, thấp thoáng có chàng đạo sĩ đi lại. Tế Điên thốt gọi to, Lưu Thái Chân! Lưu Thái Chân. Đạo sĩ nghe gọi, tiến bước, nhìn xem thấy một hòa thượng hình thù quái gở, mặt mày lem luốc, quần áo rách rưới, coi bộ khùng khùng, mặt đỏ bừng, tựa như say rượu, chưa từng quen biết bao giờ, thì lấy làm kỳ hỏi, chẳng hay đại sư sao lại biết tôi, người trụ trì chùa nào? Tế Điền nói, ta tên là Khổ Não Thượng Nhân, ở chùa Hoàng Liên, nay tới thành Lâm An này, vì tại đây có một nhà ở đường Thái Bình, họ Chu, tên Bản Thành, có con bị yêu quái phá rối nên thỉnh ta tới từ yêu. Lưu Thái Chân nghe nói giật mình, ngẩn ngơ nghĩ, nhà họ Chu đã rước vào tượng này sao còn mời ta làm chi? Lạ thật, lạ thật, ta phải đến hỏi cho ra lẽ mới được. Tế Điên ngoảnh lại bảo Trần Dương 2 người ra về, còn mình sống vai cùng đi với Lưu Thái Chân đến nhà họ Chu. Nói về người gác cửa nhà họ Chu, chợt thấy từ xa đi lại 2 người, một tăng nhân và một đạo sĩ, thì hết sức ngạc nhiên, vì người nhà chỉ đi mời Lưu Thái Chân, sao nay lại có thêm vị hòa thượng. Lưu Thái Chân tới trước cửa liền bảo, ngươi vào thông báo với viên ngoại, có Lưu Thái Chân tới ra mắt. Chính lúc Chu Bản Thành hết sức trông đợi, nghe gia nhân báo, liền hối hả ra ngoài nghinh tiếp, trông thấy một hòa thượng cùng đi với Lưu Thái Chân, lại ngỡ là bạn của đạo sĩ, nên cũng hết lòng cung kính, mời cả 2 người vào khách sảnh. Vừa vào tới nhà, chủ khách chưa kịp phân ngôi, Tế Điên đã bảo, viên ngoại hãy cho rượu khai tâm trước đi đã. Lưu Thái Chân nghĩ thầm, rõ thật, chủ nhà đã mời người này rồi, lại mời ta, thật là đáng giận. Lưu Thái Chân còn đang ngẫm nghĩ tức giận, thì tiệc đã bày ra. Tế Điên không hề khách khí, ngồi ngay vào bàn tiệc, ăn uống tự nhiên. Lưu Thái Chân dằn lòng không được, liền hỏi Bản Thanh, phải viên ngoại đã cho đi rước vị này đến chăng? Bản Thanh sửng sốt đáp, tôi có cho rước bao giờ, chính ông dẫn theo đó chứ, sao còn hỏi chi lạ vậy? Tôi nào có biết gã là ai, chính gã gặp tôi giữa đường và nói là do viên ngoại cho rước. Nói vậy thì hay vậy, rồi cùng đi chứ gã bạn bè chí với tôi đâu. Tế Điền nghe 2 người cãi nhau, liền ngước lên bảo, 2 người bất tất cãi cọ làm chi, hãy cùng ta uống rượu có vui không? Bản Thanh mặt đầy sắc giận, mắng rằng, ta đã sớm nghĩ không phải Lưu đạo huynh dẫn ngươi cùng đến, cớ chi chẳng ai thỉnh, mà ngươi sừng sững vào nhà còn đòi rượu thịt nhậu say. Nói xong, khiến gia nhân là Chu Phước mau tống ra khỏi cửa. Chu Phước vân mệnh, liền áp lại, lôi sần sờ Tế Điên, khiến tượng thần Vi Phúc rớt xuống mà không hay biết. Bản Thanh trông thấy tượng Phật rớt, liền nhặt lên và bảo gia nhân, hãy cất đi cho kỹ, nếu gã hòa thượng điên quay lại, phải làm cho khổ sở tột bực mới cho lấy. Bấy giờ, Lưu Thái Chân 10 phần đắc ý, tự cho là mình đã làm một việc hợp lý vô cùng, nhất là tranh được mối hàng trong phần việc trừ ma, yểm quái, liền nói với Bản Thanh, trong nhà viên ngoại hiện có bao nhiêu loại yêu lầm lộng, xin cho bần đạo biết để sắm vật vụng, tấn yếm, dùng thần thông mà trừ bỏ lòng hung.
Bản thân thưa rằng, hiện nay chưa biết có bao nhiêu yêu quái, nhưng biểu hiện là có một nữ yêu đêm đêm hiện hình, tự xưng Vương Nguyệt Nga ở gần đây, lui tới mê hoặc con trai tôi. Thường thường, đêm nào chúng cũng rủ nhau ra vườn hoa, thủ thỉ trò chuyện, làm việc giao hoang khiến con trẻ ngày nay phờ phạc như đứa mất hồn. Nữ yêu là biến hóa khôn lường, thốt lên, thốt hiện, thốt biến. Này, đạo gia muốn dùng vật chi trừ được yêu quái, tôi đây xin lo liệu chu toàn. Lưu Thái Chân nghe nói nữ yêu biến hóa thì lấy làm lo, suy nghĩ một hồi rồi nói, bần đạo bắt yêu chẳng giống người ta, chẳng cần phải có 7 người làm 7 thần tướng tiếp tay gọi là liên hoa thức, thì dù cho yêu quái biến hóa tới đâu cũng phải chạy mất. Bản thân liền sai Chu Phước tuyển 7 tên gia nhân khỏe mạnh để tiếp tay cùng đạo gia. Gia nhân nghe chuyện bắt yêu ai cũng ngần ngừ, toàn thoái thoát. Bản thân phải hứa trọng thưởng chúng mới gượng gạo, vân vân, dạ dạ. Lưu Thái Chân lại kê khai tất cả những thứ vàng mã, hình nhân cùng là vật liệu thiết lập đàn tràng, tốn hao không ít, lại thêm một bồn huyết chó dê, huyết dê để trấn trừ yêu. Rồi vẽ bùa, độc chú, trống phách thanh la khua lên rộn ràng, 3 đêm, 3 ngày, trấn yểm khắp hết 4 phương, 8 hướng. Ngày thứ tư, Lưu Thái Chân lên pháp đài, dẫn theo 7 tên gia nhân, ăn mặc theo thần tướng hộ vệ, nhưng lòng vẫn nơm nớp không yên. Sau khi đốt hương, làm phép, bỗng từ phương đông nam gió dữ nổi lên, một người con gái mặt đẹp như hoa, uyển chuyển, tiến vào, phun ra một luồng hắc khí ngay mặt Lưu Thái Chân. Lưu đạo sĩ vốn đã sợ hãi sẵn, tâm thần bất định, la lên một tiếng, ngã ngay xuống đất. 7 tên thần tướng đứng hầu thất kinh, hồn bất phụ thể, vội vàng quỳ lại tiên cô xin tha mạng. Chợt thấy một ánh hào quang rực rỡ từ trong mình Chu Phước xẹt ra túng mình yêu nữ, nữ yêu liền rùng mình biến mất. Mấy tên gia đình xúm lại mới hay, Chu Phước đã chết giấc, mà ánh hào quang xẹt ra chính là nơi tượng Phật của Tây Điên còn giữ trong mình. Bản thân ở ngoài chờ đợi, thấy bắt yêu quái khá lâu nên sốt ruột tiến vào, thấy Lưu Thái Chân nằm quay dưới đài, mặt mũi xám xanh, chân tay lạnh ngắt, lũ gia nhân thảy đều hôn mê bất tỉnh. Duy còn tên Chu Linh là nói được, nhưng vẫn còn run. Sau khi thúc hối gia nhân xong vào cứu chữa, một lúc sau 7 tên gia nhân, gia, làm tướng thần đều đã tỉnh hồn, kể lại tự sự, việc xảy ra và đồng ca tụng. Cũng may mà hòa thượng bỏ quên tượng Phật, nên ánh hào quang xẹt ra mà yêu ma tan biến, nếu không chắc chết trăm phần. Hòa thượng điên có tới đòi, xin phải hỏi mua cho được để mà yểm trấn. Bản thân còn đang than thở, chợt nghe tiếng gõ cửa. Mọi người ai nấy đều run, đến khi nghe rõ tiếng người mới làm tỉnh, mà ra mở cửa thì thấy Tô Bắc Sơn cùng đi với Tế Điên. Tô Bắc Sơn lanh chanh nói ngay, Chu huynh, để tới giới thiệu cho biết, một vị bằng hữu, đây là Tế Điên trưởng lão, trụ trì trong chùa Linh Ẩn, Tây Hồ. Đêm qua, ngài có tới nhà đệ, nói rằng huynh chưa biết quy danh của vị Phật sống nên mới khinh thường. Vì vậy, hôm nay đệ nhắc ngài tính, trước là bắt yêu giúp huynh, sau là lấy lại tượng Phật. Bản thân thở dài, đem chuyện đạo sĩ Lưu Thái Chân ở Tam Thanh Quán đến bắt yêu, bị yêu giết chết thuật lại một hồi. Tô Bắc Sơn trông ra, thấy Tế Điên đứng lãng vạng ở ngoài xa, dựa tường, mà nhìn trời, ngắm đất, liền kêu to. Bạch thầy, sao đứng mãi ngoài đó? Xin mời ngài vào. Tế Điên cười lớn, thôi, thôi, tôi chỉ sợ giáp mặt viên ngoại, đổ khỏi bị viên ngoại cho gia nhân nắm tay đuổi cổ ra ngoài, lại thêm xấu hổ. Chu Bản Thanh nghe nói, vội chạy ra phục lại và bạch. Xin sư phụ đại xá, vì thật tôi không biết nên mới xúc phạm. Tế Điên lại cười, à, không biết thì không có lỗi, thôi thế là huề, Chu viên ngoại hối gia nhân bày tiệc. Tế Điên gạt đi bảo, khoan đã, đợi ta trừ yêu rồi sao ăn uống cũng không muộn. Bản thân cả mừng, lật đật dẫn Tế Điên và Tô Bắc Sơn ra vườn sau. Tế Điên thấy đạo sĩ nằm co quắp chân tay, mình mẩy lạnh ngắt, thì cả cười và hỏi, viên ngoại, hôm qua cho đạo huynh đây uống thứ rượu chi mà sao say vùi chưa tỉnh thế? Bản thân lại đem tình hình bắt yêu thuật rõ một lượt. Tế Điên cả cười, sai múc một chén nước, móc túi lấy viên thuốc nhỏ, tự tay mình hòa thuốc đổ vào miệng đạo sĩ. Giây lát, Lưu đạo sĩ cựa mình rên lên một tiếng, mở bừng mắt ra, ngồi dậy mửa ra như rồng phun, rồi tỉnh lại. Tế Điên cười vừa hỏi Lưu đạo sĩ, đêm qua ngươi thấy bà con ra sao? Thái Chân ngạc nhiên, có thấy bà con gì đâu. Tế Điên bảo, nữ yêu đẹp đẽ thế nào nên ngài thấy mới chết mê vậy chứ. Thái Chân mặt đỏ tía tai,
Toan chạy đi cho đỡ ngượng, tới đi ngăn lại, rồi bảo Bản Thanh, viên ngoại hãy ban cho đạo huynh 50 lạng bạc kẻo mà tội nghiệp. Bản Thanh phân mệnh, liền lấy tiền đưa tặng. Thái Chân mặt thẹn chín rừ, nhận vội số tiền, rồi cáo từ đi mất. Bản Thanh khẩn khoản tới điên cứu bệnh cho con trai, tới điên liền khiến dẫn đường đến phòng thăm bệnh. Tô Bắc Sơn lật đật theo vào, trông thấy sắc mặt Chu Chí Khôi xanh xao, hình dung tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, thì than dài mà rằng: hình dung như vậy, cháu ta còn sống làm sao? Rồi hòa lên khóc. Tới điên nói: đừng sợ. Liền móc lưng, lấy viên thuốc đen nhỏ, hòa thuốc đổ cho công tử. Dây lâu, trong mặt Chí Khôi tím lại, rồi đỏ hồng, hồi sắc tỉnh táo, chờn vờn, đòi ngồi dậy. Tế Điền quát hỏi: cha ngươi có mấy đứa con? Chí Khôi mệt mỏi đáp: chỉ có mỗi tôi. Tế Điền giận nói: ngươi biết, cha ngươi chỉ có một mình ngươi, thương ngươi biết là chừng nào, sao nỡ sinh lòng làm quấy? Cũng bởi ngươi khởi lòng tà, nên mới có sự yêu ma, mê hoặc. Ấy chính do ngươi gieo vạ, rồi rước vạ, tâm tà nên mới nhuốm tà. Ta càng thấy chừng nào càng giận cho đứa con bất hiếu. Nói xong, Tế Điền giơ tay đánh mạnh một cái. Chí Khôi la lên một tiếng, lăn ra chết giấc. Bản Thanh sợ con chết, đau đớn la hoảng. Vừa khi ấy, Chí Khôi tỉnh lại, lồm cồm bò dậy. Tế Điền chừng mắt ngó Chí Khôi và quát: ngươi còn sống lại, ta càng giận thêm, đánh cho đến chết. Nói xong giơ tay toàn đánh. Tô Bắc Sơn lật đật sấn lại can rằng: Chu huynh chỉ có một mụn con, xin thầy bớt giận. Bản Thanh thì lòng giận tím gan, nhưng không dám nói, chỉ nghĩ thầm: không biết pháp lực ra sao, nhưng cử chỉ thật là một vị sư điên. Tế Điền biết rõ lòng dạ Bản Thanh, liền tủm tỉm cười bảo: viên ngoại đừng quán trách gì tôi, hãy hỏi công tử đi rồi sẽ rõ nguồn cơn. Lúc ấy Chí Khôi đã sáng suốt tâm thần, liền quỳ xuống và thưa với cha: xin phụ thân chớ giận, nếu không có đại sư đánh cho thì con đâu có tỉnh, yêu quái chắc không chạy mà vẫn còn quanh quẩn nơi mình của con. Tế Điền bỗng trừng mắt nhìn Chí Khôi quát: ta phải bắt yêu, mau đem thần tượng vi phục cho ta. Chu Phước lãnh mạng đưa thần tượng vi phục đến. Tế Điền tiếp tay đỡ lấy, vẽ một đạo bùa lên không trung. Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi dậy, nữ yêu trông thấy Tế Điền hiển hiện thần thông, hào quang sáng chói, nhận rõ là Thi Giác La Hán, thất kinh rụng rời. Ngay khi ấy Chí Khôi lăn mình chết giấc. Nữ yêu hiện hình là một hồ ly tinh, cúi xin tha mạng cho khỏi uổng công phu tu luyện đã mấy trăm năm. Tế Điền đại phát từ bi, khoát tay tha mạng. Hồ ly tinh rất đổi vui mừng, lại tạ biến mất. Đồng lúc Chí Khôi lồm cồm bò dậy, tươi tỉnh như một người thường. Đây nói về chuyện hồ ly được Tế Điền tha mạng, cúi đầu lại tạ rồi biến đi. Chu Chí Khôi cũng lồm cồm bò dậy và khỏe khoắn như người thường. Chu Bản Thanh khôn xiết vui mừng, vô cùng cảm kích tham ân hòa thượng, liền ngỏ ý với Tô Bắc Sơn muốn dâng tiền bạc cúng dường. Tô Bắc Sơn gạt đi: sư phụ đây tuy hình dung cổ quái nhưng tâm địa thật vô cùng cao rộng, tế độ khắp thảy quần sinh. Huynh dù muốn tặng tiền nhưng chắc sư phụ không nhận, tốt hơn nên mua hương hoa lễ Phật, thế cũng là một cách đáp ơn. Tế Điền bỗng quay lại hỏi: hai người nhỏ to chi vậy? Bắc Sơn liền bạch: Chu viên ngoại đầy ý muốn tặng tiền đáp ơn sư phụ. Tế Điền liền nói ngay: phải rồi, phải rồi, ta tới đây làm việc phúc nhưng cũng cần có tiền xài nữa chứ. Bắc Sơn mỉm cười: còn được biết sư phụ vốn không ưa tiền nên có bàn với Bản Thanh huynh không được cúng tiền, và đang tính chuyện sơn son thiếp vàng tượng thần vi phục để cung tạ thăm ơn. Tế Điền thốt hét lớn: hay quá, hay quá rồi, ta tới đây nếu làm vậy thì còn đi đâu được chứ. Bắc Sơn hỏi: vậy sư phụ còn muốn đi đâu? Tế Điền quắc mắt và dằn từng tiếng: lão vi vốn cùng ta là bạn, không thích xa hoa lòe loẹt hào nhoáng. Bề ngoài nhiều hào nhoáng thì người dòm ngó, thích xa hoa thì lòng dễ xao xuyến không yên. Nếu đem sơn son thiếp vàng thì ngôi tượng gỗ này cũng sinh lười biếng, ưa chuyện trần gian mà mất hết lên thiên, làm chi được nữa. Bản Thanh vội cung kính chắp tay bạch: vậy đệ tử xin Chu biện tiền bạc, xin sư phụ nhận cho. Tế Điền thốt cười lên: hoan hỷ, hoan hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ, được tiền hoan hỷ, không được tiền hoan hỷ. Cười dứt, vẻ mặt trầm ngâm, tiến gần ghé tai Bản Thanh bảo: vì ta còn bận nhiều việc, người muốn giúp tiền cho ta phải làm thế này, thế này, hãy ghi nhớ cẩn thận. Nói xong, kéo bừa hai người cùng ngồi vào tiệc, không nói không rằng, ăn một thôi một thốc. Tiệc tan, Tế Điền dắt thượng thần vi phục vào cạp quần rồi từ giả ra đi. Trên đường bước thấp bước cao,
Gió chiều phơi phới, bóng tà dương đã ghé chết non đoài. Áng mây hương đã ngả màu xám nhạt, phủ lên bóng cây xanh. Tế Điên cứ vừa đi thoát lại ngửa mặt lên trời, cười ngất. Đi tới quán rượu bên đường, Tế Điên loạn choạng tiến vào. Mọi người trong quán thấy một hòa thượng mặt mày lem luốc, coi bộ nghèo khổ, đều có ý khinh bỉ. Một người cất tiếng: "Hòa thượng kia, tới đây có phải muốn hóa duyên chăng?" Tế Điên đáp: "Không đâu, không đâu, ta đến đây để bán pho tượng vi phục." "Hòa thượng ở đâu đến? Định bán bao nhiêu tiền một pho tượng?" "Tượng thế nào, đẹp không?" "Đẹp hay xấu là ở tâm người, bán hay không là ở tâm ta. Tượng này đáng giá 100 lạng, nhưng nếu muốn mua thì phải 200. "Sao lại có chuyện bán đắt như vậy?" "Thế nào là đắt, thế nào là rẻ? Ngươi thỉnh pho tượng đẹp mà nó chỉ là pho tượng thì có ích gì? Thỉnh pho tượng xấu mà cung kính tôn thờ linh thiêng rất mực, tượng ấy giá đáng bao nhiêu?" "Nhưng tượng bằng gì mới được chứ?" "Tượng bằng cây mộc, đừng thấy mộc mà khinh. Hãy nghe đây, chùa mua chùa được linh thiêng, người mua thì được bình yên trong nhà." Nói rồi cười ha hả và gọi Tử Bảo: "Dọn rượu cho ta uống mau." Mọi người đều ngơ ngác, thầm thì bàn tán ông tăng lạ lùng. Tử Bảo bưng rượu ra, Tế Điên với lấy dốc tuốt vào miệng uống ở ngực, làm một hơi cạn vò, rồi ghé tai Tử Bảo cười mà dặn rằng: "Ta gửi pho tượng thần vi phục ở nơi đây, nhờ ngươi coi chừng. Ta có việc đi đằng này một chút rồi sẽ trở lại." Nói xong vùng đứng lên bỏ đi như bay. Tử Bảo đem sự việc trình bày với chủ quán và trao lại pho tượng nhỏ con. Chủ quán nghĩ bụng: "Thôi, ông sư khùng uống hết vò rượu, gửi lại tượng thần thì cũng không sao." Vốn lòng tín ngưỡng, liền đem pho tượng đặt lên bàn thờ, định bụng nếu vị sư khùng không đến lấy lại thì sẽ để thờ. Chợt nhìn ra phía ngoài, thấy có 5-6 vị hòa thượng khác tiến vào, vừa đi vừa nói lao xao: "Chắc tại nơi đây." Rồi cất tiếng hỏi chủ quán: "Nơi chùa chúng tôi có một vị hòa thượng mắc chứng phong điên, lấy trộm tượng thần vi phục đem bán. Chúng tôi vân mạng lão hòa thượng đến để mong thí chủ phát bồ đề tâm, nếu trót mua xin hoàn lại." Chủ quán nghe vậy cung kính vào lấy pho tượng, trao lại cho các vị hòa thượng và bạch nguyên do, lại ngỏ ý không dám lấy tiền chuộc vì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chúng tăng đều hoan hỷ quay ra. Lát sau Tế Điên trở lại, vẻ mặt nghiêm trang hỏi chủ quán: "Vậy chứ tượng thần vi phục ta gửi lại đâu?" "Bạch, có 5-6 vị hòa thượng bảo ngài lấy trộm của chùa nên lại thỉnh về rồi." "À, ta gửi thì ngươi biết ta lấy trộm hay hòa thượng kia tới lừa? Các hòa thượng có nói ở đâu không?" Chủ quán thưa: "Chúng tôi thấy là vị hòa thượng tin nên không hỏi, nên cũng không hay quý vị đó trụ trì tại đâu." Tế Điền kêu lên: "Cha chả, thấy hòa thượng là tin, ta thấy không phải hòa thượng ư? Hay là ta là hòa thượng áo rách thì ngươi không tin? Các người chỉ tin hòa thượng áo lạnh, mặt mày đẹp đẽ, ăn nói nhẹ nhàng, đấy mới là người tu hay sao?" Chủ quán vội nói: "Không phải thế, cũng bởi chúng tôi thành tâm cung kính nên mới tin các hòa thượng, vả lại pho tượng nhỏ con chẳng đáng là bao." Tế Điền quát lên: "Sao bảo chẳng đáng là bao? Tượng đó đáng 200 lạng, ngươi bảo cung kính thành tâm, vậy ngươi phải đưa cho ta đủ 200 lạng, nếu không việc phải đến quan. Đâu phải hòa thượng là tin, đâu phải áo lành là kính, áo rách thì khinh đâu." Nói xong phăng phăng bỏ đi, khiến mọi người chẳng ngớt đàm tiếu nghị luận. Vừa ở quán ra, Tế Điền ngửa mặt lên trời, thấy một vườn oán khí xông thẳng tới mây, liền hiển linh quang mà xem rồi gật đầu: "Lành thay, lành thay, ta là hòa thượng thấy việc oán hờn chẳng gánh vác sao." Nói xong cắm cổ chạy một mạch thẳng tới tam thanh quán của Lưu Thái Chân gõ cửa. Một tên đạo đồng bước ra hỏi: "Đạo sư muốn hỏi thăm ai?" "Ta đến thỉnh thầy ngươi đi bắt yêu." "Thầy tôi không có nhà, hiện lên núi hái thuốc chưa về. Đại sư không thấy tấm bảng từ khách treo kia sao?" Tế Điên từ tốn bảo: "Mi cứ vào thưa với thầy rằng có ta là Tế Điên qua thăm, ta biết thầy ngươi hiện ở thư phòng." Đạo đồng nghe nói khôn xiết kinh ngạc, vì sự việc quả nhiên thế thật, liền phải trở vào thông báo. Lưu Thái Chân vội vàng ra chào và hỏi: "Sư phụ đến có việc chi chăng?" Tế Điên nói: "Chuyện của tôi ông không cần hỏi, riêng ông hiện nay sao không đi bắt yêu?" "Bạch sư phụ, chẳng nói giấu chi ngài, từ ngày xảy ra câu chuyện ở nhà họ Chu, riêng những thẹn thầm không dám lấy nghề bắt yêu làm kế sinh nhai nữa. Vì vậy có ai tới thỉnh đều nại cớ lên núi hái thuốc mà từ chối." "Thế này thì thầy trò ông lấy gì sinh nhai?" Thái Chân tỏ vẻ buồn rầu bạch: "Thật cũng là chuyện khổ tâm, nhưng biết làm sao, sư phụ đến đây hẳn có chút hay dạy bảo."
Có chứ, để ta dạy cho một phép. Chẳng hay phép chi, có khó không? Phép này gọi là phép ngũ quỷ đạo, tức là năm con quỷ đi ăn trộm. Sao lại có phép ngũ quỷ đạo lạ lùng vậy? Phép này sao lại là phép lương thiện được? Ông đâu có hiểu, phép ấy mà học được thì muốn tiền bạc, muốn áo quần hay muốn bất cứ thức vật gì, chỉ cần niệm lên mấy câu, thần chú tự nhiên trong bóng tối hiện ra năm con quỷ lấy đồ vật đem đến cho mình, khỏi phải nhọc công. Thái Tên cảm mừng nói: "Như vậy thì xin sư phụ dạy bảo cho." Tế Điền nói: "Chỉ ngày một điều là muốn học phép ấy, ông phải lại tôi làm thầy và ngày ngày phải cấp dưỡng rượu thịt cho thật đầy đủ mới được." Thái Chân vội sụp lại, làm lễ bái sư và thưa: "Đệ tử xin tình nguyện hết lòng." Tế Điền cả cười: "Được, vậy tốt lắm, tốt lắm. Trước hết, ông phải học cúi đầu, mỗi ngày cúi 1000 lần, cúi đủ 49 ngày, ta sẽ dạy niệm thần chú. Tới chừng lầu thông thần chú, muốn điều chi cũng được." Thái Chân sốt sắng mà nói: "Bạch sư phụ, chừng nào thì khởi sự học được?" "Bắt đầu sáng mai. Còn bây giờ, hãy đích thân mua sắm tiệc rượu cho ta tẩy trần trước." Thái Trần nhất nhất vâng lời, dọn tiệc đãi đằng. Qua ngày hôm sau, Tế Điên đếm 1000 hộp đậu, lên ngồi chễm chệ trên bồ đoàn và bảo Thái Trần: "Hãy ta niệm 1 tiếng vô lượng thọ Phật, thì ngươi phải cúi đầu lại 1 cái, lấy 1 hộp đậu để riêng ra, chừng nào hết đậu là đủ số 1000 lần. Thái Trần đáp: "Xin vâng." Tế Điên liền ngồi tề chỉnh trên bồ đoàn, bắt đầu niệm Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Thái Chân nghe xong, cúi đầu rồi lấy 1 hộp đậu để riêng. Nào hay, mới cúi có 30 lần thì cảm thấy lưng mỏi, cổ đau, chân te mình ớn. Thái Chân nghĩ thầm: "Nếu cứ nghe lời cúi 1000 lần như thế thì mạng ta cũng đến đi đời." Liền lén ngước mắt ngó lên, thấy Tế Điên đôi mắt nhắm nghiền, dường như ngủ gà, ngủ gật. Liền với tay bốc 1 nắm đậu mà để riêng cho mau hết. Tế Điên vụt mở mắt quở rằng: "Tu luyện mà còn có lòng gian thì thành công sao được?" Thái Trần một mực kêu khổ vì làm chưa quen. Tế Điên bảo: "Thôi, hôm nay đã trót lỡ rồi, ta cho phép sáng mai làm lại, giờ đi làm rượu cho ta." 4 năm hôm sau cũng là như thế. Hãy cứ cúi đầu khoảng 100 cái hơn là lại mệt mỏi không sao chịu nổi, và Tế Điên lại bắt làm lại từ đầu. Mà ngày nào cũng phải rượu thịt cung phụng đầy đủ, Thái Trần luôn mồm kêu khổ. Sao mạnh bạo mà bạch rằng: "Đệ tử cung phụng sư phụ ngót nửa tháng nay đã kiệt sức, những tưởng học phép thành thuộc rồi, sai khiến 5 con quỷ lấy trộm theo như ý mình thì lo chi chẳng đủ cung phụng. Nhưng nay phép học chưa xong mà tiền nhà đã cạn, đệ tử cũng không biết làm sao. Xin sư phụ dạy bảo mau mau, đệ tử xin sẽ đền ơn xứng đáng." Tế Điên cười ngặt nghẽo mà bảo: "Ta nào biết quái quỷ chi đâu." Thái Tân không tin bạch: "Sư phụ giận đệ tử mà nói vậy chứ có lẽ nào?" Tế Điên nói: "Nếu nhà ngươi hết tiền thì ta đi cho được việc." Thái Chân kêu khổ và bạch: "Xin sư phụ thương cho, như vậy thì thầy trò tôi chết đói còn chi." Tế Điên dạy: "Thôi, ta cũng cám cảnh mà thương dùm. Này, ta chỉ cho một chước, hãy lấy quần áo của ta mà mặc, lấy mũ của ta mà đội, đi thẳng ra lối sông Tiền Đường, tới một nơi gọi là Lãnh Tiền Đình. Ngươi vào đó nghỉ ngơi, rồi lớn tiếng kêu gọi 3 lần, Lý Quốc Nguyên muốn gặp Tế Điên chẳng cần linh án." Cứ thế, nói 3 lần tự nhiên có điều hay. Thái Trần trước đã thấy Tế Điên có nhiều chước thuật kỳ lạ nên rất tin tưởng, nhưng khi thay đồ rách rưới hôi hám gần như lộn mửa, lại nửa cái mũ liên qua vừa dày vừa bẩn, mùi hôi nồng nặc, cực chẳng đã cũng phải vâng lời theo, nhưng lại gặng hỏi: "Bạch sư phụ, gọi như thế biết đến chừng nào mới có kết quả?" Tế Điên bảo: "Người cứ rào đi, tự khắc có người tới đó." Thái Trần ra khỏi Tam Thanh Quan, mình mặc chiếc áo rộng thùng thình, dơ bẩn, thẳng nẻo Lãnh Tuyền Định đi tới. Lối sông Tiền Đình là một đại lộ, Lãnh Tuyền Đình lại là nơi thắng cảnh, du khách dập dìu, người qua kẻ lại đông như đám hội. Thái Chân mặt thẹn đỏ bừng, bất đắc dĩ tới đình Lãnh Tuyền, dừng lại gọi lớn: Lý Quốc Nguyên muốn gặp Tế Điên không cần lên linh án, linh ẩn." Người qua kẻ lại đều trố mắt mà nhìn, không hiểu sao thầy đạo sĩ Thái Chân tự nhiên lại nổi khùng như vậy. Nhưng trong đám đông có 2 người nói chuyện với nhau: "Hiền đệ coi, thánh tăng có tài biết trước." Rồi 2 người lách đám đông tiến thẳng vào Lãnh Tuyền Đình. Thái Chân trông ra là một người ăn mặc theo lối viên ngoại, phía sau là chàng trai trẻ tuổi ra ván dáng văn sinh ăn mặc theo lối công tử. 2 người nhìn bộ dạng Thái Chân một lúc, vị viên ngoại thốt hỏi lớn: "Ngươi là ai mà dám mặc đồ của Tế Công, hay đã hại Tế Công rồi giả dạng lừa ngươi?" Thái Chân cả sợ mà đáp:
ta chẳng có hại ai. Chính đại sư trao áo mũ cho ta và dặn phải làm như vậy chắc có chuyện hay. Vị viên ngoại đó chính là Triệu Văn Hội, còn công tử đi theo là Lý Quốc Nguyên, hết sức vui mừng vì hai người đang muốn tìm gặp Tế Điên. Nghe Thái Chân thuật lại thì đều vô cùng kinh ngạc, hỏi dồn: Tế công hiện nay ở đâu? Phiền ngươi dắt ta tới ý kiến cho mau. Thái Chân vội đưa hai người về Tam Thanh Quan thì thấy Tế Điên đang dựa ghế mà ngủ, tiếng ngáy phò phò như đang kéo gỗ. Văn Hội tiến vào đánh thức và chào hỏi, lại bảo thư sinh thi lễ. Lý Quốc Nguyên thấy một nhà sư bẩn thỉu thì thầm khinh người bần tiện, nhưng bất đắc dĩ mà phải bước tới vái chào. Tế Điên dõng dạc hỏi: Hai người có chuyện gì? Văn Hội tiến lên nói: Bạch sư phụ, nhân vì nội tướng của Lý Hiền Đệ đây mắc bệnh kỳ lạ, mời khắp thầy lang điều trị không khỏi. Sao có người mách là nhà họ Đỗ có lá bùa ngũ lôi bát quái, tấn trừ được hết yêu ma. May mà có người bạn của Lý Quốc Nguyên là Lý Xuân Sơn ngồi dạy học nơi nhà họ Đỗ, nên Lý Hiền Đệ cầu mượn lén về trấn trạch. Nào ngờ bệnh chưa khỏi mà lá bùa bị mất, dò xét mới hay kẻ trộm lấy lá bùa bán trong dinh quan. Tại tướng họ Tần, việc thật khó khăn gấp rút, không biết liệu sao nên phải đi cầu sư phụ, nghĩ tình đệ tử mà cứu Lý Hiền Đệ một phen. Tế Điền gật đầu ưng thuận, nhưng bảo: Nhưng Lý công tử đâu có chịu tin ta. Lý Quốc Nguyên cả sợ vì Tế Điên nói trúng ruột gan, nên vội quỳ xuống thú thật ý nghĩ của mình. Tế Điên cười khà và bảo: Thôi được, ta sẽ giúp cho, nhưng nhất nhất bảo gì phải nghe mới được. Nói xong gọi Thái Chân lại dặn dò và truyền Quốc Nguyên cấp 50 lạng bạc cho Thái Chân, rồi theo gót hai người về Lý Gia Trang. Khi đến nơi, Tế Điên bảo: Để ta chữa bệnh cho phu nhân, rồi sau sẽ liệu lấy lá đạo bùa về. Trong khi ta chữa bệnh, có việc gì quái lạ chớ nên nghi ngại. Lý Quốc Nguyên nghe vậy nhưng lòng vẫn không tin, đành chỉ im lặng mà xem, nhưng thật tình trong dạ không vui. Triệu Văn Hội liếc nhìn Lý Quốc Nguyên mặt buồn rười rượi có vẻ không tin, liền nói: Hiền đệ chẳng nên đa nghi, Tế công trưởng lão vốn là Phật sống đời nay, hễ khi đã nói là quyết không sai. Lý Quốc Nguyên nín lặng, dắt Tế Điên vào phòng thăm cho vợ là Lan Thị, bụng nghĩ: Nếu ông ta chữa được cho vợ thì ông ta hãy chữa bệnh cho ông ta trước đã. Lúc ấy Lan Thị bị giam nơi buồng kính, tay có xiềng xích. Tế Điên thấy vậy vội sai mở cửa phòng giam, khiến người gỡ xiềng, ai nấy cả sợ bạch rằng: Phu nhân điên khùng, mở xiềng thì sẽ hành hung không ai chống lại được, xin đại sư cẩn thận kẻo di hại cho cả gia nhân. Tế Điên cười bảo: Không sao, không sao. Tuy vậy các a quan cũng mở xiềng, vừa mở cửa vừa rung. Cửa phòng vừa mở, Lan Thị ngước mắt thấy một vị hòa thượng ngó mình lườm lườm. Xiềng vừa mở ra, Lan Thị rú lên một tiếng, chạy vụt ra ngoài. Tế Điên đuổi theo tới vườn sau, Lan Thị chạy lại hồ nuôi cá, toàn nhảy xuống nước. Tế Điên nạt lớn: Còn chưa tiểu tỉnh nữa sao? Hay phải đợi ta được đánh? Lan Thị nghe quát, mình mẩy rung như cày sấy, tay chân run rẩy trông thật đáng thương. Bỗng nấc khóc lên một tiếng, miệng mửa vọt ra cục đờm xanh, mùi tanh nồng nặc. Phút chốc trong lòng thấy sảng khoái, thần trí minh mẫn, xem lại thân hình bẽn lẽn khép nép, tự nghĩ sao mình lại kỳ hình dị dạng thế này. Mặt đỏ bừng bừng, dáng đi ngượng ngập, cúi đầu đính lễ Tế Điên. Bọn a hoàng thấy vậy đều reo vui. Lý Quốc Nguyên lòng mừng hớn hở, vội sai a hoàng dìu phu nhân vào chốn lang phòng. Lại nói chuyện Lan Thị nhờ được Tế Điên quát hỏi, bỗng khóc nấc lên khiến đàm xanh vọt ra mà khỏi bệnh. Các a hoàng thấy vậy vui mừng, liền vội vực vào lan phòng. Nguyên Lan Thị có người em trai, cha mẹ qua đời để cho một gia tài khá lớn. Lan Thị theo chồng xuất giá nên tất cả gia tài nhường hết lại cho em. Nào ngờ cậu em học thói không tử, phong lưu ăn chơi đàn điếm, không đầy một năm mà phá tan hết sạch, phải tha phương cầu thực. Ngày kia người em nghèo khổ quá, liền lần về nhà chị xin tiền. Lan Thị trong em rách rưới, dơ dáng dạng hình, trong lòng vừa giận vừa thương, thêm tuổi hổ nên máu ức xông lên, nước mắt ràn rụa nghẹn ngào, đàm khí sôi sục lăn ra bất tỉnh. Cả nhà ai nấy hốt hoảng xô vào cứu chữa, người em thấy hoàn cảnh ấy lẳng lặng bỏ đi. Kịp khi Lan Thị tỉnh dậy, ngớ ngẩn như người mất hồn, rồi sao thoát nói thoát cười, mê mê tỉnh tỉnh, dại dại điên điên. May thay gặp Tế Điên liệu biết nguyên do, ra tay cứu chữa, đàm uất tiêu tan, ngũ quan thông lợi, tinh thần sáng suốt như cũ. Tế Điên lại ban cho ít thuốc, Lan Thị uống rồi bệnh dần lui đi. Lý Quốc Nguyên bấy giờ mới thực lòng bái phục thánh tăng, liền thỉnh ra khách sảnh sụp lại tạ tội và hối gia nhân dọn tiệc đãi đằng vô cùng trọng hậu.
Trong tiệc, Lý Quốc Nguyên lại đem chuyện mất đạo bùa thần thỉnh ý Tế Điên từ bi giúp hộ. Tế Điên nói: "Có khó chi đâu việc đó, đợi ta gọi lão Vi Phục về đây sai đi lấy bùa mới được." Tiệc tan, Tế Điên ra đi, hẹn chiều trở lại và sẽ sai thần Vi Phục đi lấy lại đạo bùa. Cả ngày hôm đó, Triệu Văn Hội và Lý Quốc Nguyên ngóng ngóng đợi chờ cho mãi giờ dậu. Ánh nắng đã tắt hẳn, chim chóc lao xao, trời mờ mờ xám, mới thấy Tế Điên ngất ngưỡng, sai tích cung trăng, chân nam đá chân chiều, vừa cười vừa nói đẩy cửa mà vào. Triệu Lý hai người hết sức mừng rỡ, xúm lại hỏi han. Tế Điên nửa say nửa tỉnh, líu ríu bảo rằng: "Canh ba đêm nay thiết lập hương án, ta sẽ triệu thần Vi Phục đi lấy bùa cho." Nói xong nằm lăn ngay xuống dưới sập, ngáy lên khò khò. Quốc Nguyên muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng khi lại gần thì người đã ngủ say, đành hối gia nhân dọn bày hương án rồi mời Triệu Viên Ngoại vào thư phòng đàm đạo đợi chờ. Tiếng mõ cầm canh vừa điểm lên 3 tiếng thì nơi nhà khách, Tế Điên vươn vai ngồi dậy hỏi to: "Hương án đã bày chưa?" Lý Quốc Nguyên đứng ứng thanh bạch rằng mọi việc đã xong xuôi rồi, cùng Triệu Viên Ngoại ra ngoài nhà khách thỉnh Tế Điên ra chớp pháp đàn. Tế Điên vẫn nguyên áo quần xốc xếch đến trước hương án với nhang châm đốt, đốt xong chụp 3 cây nhang vào nhau hướng lên thinh không, quơ quơ mấy cái miệng thét to: "Lão Vi nghe đây, ta là đạo tế chùa Linh Ẩn, có lệnh Triệu Dũng, giờ này chưa tới còn đợi chừng nào?" Chợt nghe văng vẳng có tiếng đáp lại: "Có tôi hầu lệnh." Lý Triệu đều giật nảy người, gia nhân đứng chung quanh đều sởn gai ốc. Nhưng khi nhìn ra thì người ứng thanh đáp lại chẳng phải thần mà là một tráng sĩ trong vùng, họ Triệu tên Võ. Đây nói về thân phụ Triệu Võ là Triệu Công, vốn tay anh hùng hảo hán, lão luyện giang hồ. Ngoài Triệu Võ ra, vị anh hùng còn dạy được 2 người trò giỏi, một người quê ở Giang Tây, huyện Ngọc Sơn, oai trấn tám phương tên gọi Dương Minh, và một người đồng huyện họ Y tên Sĩ Hoàng. Triệu Võ chuyên tập võ nghệ, nối nghiệp kiếm cung, đao thương giáo kích thảy đều tinh thông, tính tình hào hiệp, võ nghệ cao cường, thường làm việc trừ bạo an dân. Triệu Công mất đi, Triệu Võ còn mẹ là Mai Thị nên phải lo toan bán buôn tần tảo làm kế sinh nhai, không có dịp nào tỏ tài võ thuật. Một ngày kia, nhân đi buôn bán qua miệt Tây Hồ, khi hàng đã bán hết, vào tửu quán uống rượu xem hoa, trong xứ có một gã côn quan công tử tên gọi Hoa Hoa Thái Tuế họ Vương, tên Thắng, thường làm chuyện hà hiếp dân lành, nhân trước tửu quán làm việc cưỡng bức gái tơ, nói lời dâm ô vô sĩ. Triệu Võ nghe thấy nổi giận đùng đùng, đứng ra can thiệp. Anh hùng thấy chuyện bất bình không tha nên dỡ mấy miếng nhà nghề đánh Vương Thắng chết tươi. Quan quân truy bắt thì thời mai Tế Điên quen lớn che chở, rồi sau tìm phương cứu gỡ khiến án văn hủy bỏ. Triệu Võ vô cùng cảm ơn, liền nhận Tế Điên làm thầy. Sáng nay trong lúc ra đi, Tế Điên lại gặp trò xưa, liền dặn dò mọi nỗi, nên Triệu Võ lẻn nấp lên mái nhà, khi nghe thánh tăng kêu gọi liền vội tục xuống khoanh tay chờ lệnh. Tế Điên hét to: "Lão Vi, mau mau đến tướng phủ nhà họ Tần, ra nơi vườn hoa, lên lầu Cát Thiên lấy ngay cho ta lá bùa trấn yểu, ngũ lôi bát quái, kiếp kiếp quy hồi. Nếu trái lệnh không được việc, ta sẽ trị tội." Triệu Võ giả dạng tuân lệnh pháp chỉ, thoáng cái vọt lên mái ngói đi thẳng. Trong lúc Triệu Lý hai người quả có thấy một vị thần từ cao tục xuống, ăn mặc oai phong, bộ dạng đúng là thần tướng, lại thoát một cái nhảy vụt lên mái nhà biến mất, đều tin chắc thánh tăng có nhiều đệ tử thần thông sai đi lấy bùa trấn yểm. Sự việc tất thành, vội thỉnh hòa thượng vào nơi khách phòng dọn tiệc thết đãi. Đây nói về Triệu Võ, vốn được Tế Điên chỉ dẫn tỏ tường thẳng nẻo hướng nam tìm đến tướng phủ, nhưng không biết cái lầu nào là Cát Thiên, đi quanh một lượt chợt thấy phía đông bắc có một nhà lớn, ánh đèn leo lét hắt ra nên len lén tới trước cửa nhà, ngó qua sông cửa dòm vào. Trong căn nhà bày biện thật là tráng lệ, giữa nhà bày một cái bàn bát tiên, hoành phi, ghế gụ, trần thiết đúng mức quan liêu, trên tường treo một cây bảo đao, vỏ nạm xà cừ lóng lánh, bên tường có một ghế dựa chạm rồng, trên ghế ngất ngưỡng một ông già, khoảng ngoài 60, gương mặt phương phi, tóc bạc như tơ, bên cạnh là một võ sanh đứng hầu, khoảng trạng 30, oai nghi lẫm lẫm. Triệu Võ lắng nghe, thấy ông lão nói: "Tráng sĩ, ta rất phục tài và yêu đức, nhưng lão đây có một việc luống những lo âu. Nếu tráng sĩ giúp cho xong việc thì lão sẽ đề bạt làm chức tổng binh,
hoặc ít ra cũng là một tướng quân dưới tướng của quan tể tướng. Tuy việc khó, nhưng tráng sĩ Tiểu Tâm thì sự tất thành. Nói xong, gọi Tiểu Đồng lấy một gói bạc trao cho tráng sĩ nọ và dặn: đây chỉ là một chút quà mọn trao tay, nếu làm xong việc sẽ có trọng thưởng. Tráng sĩ từ chối hai ba phen, nhưng ông già nhất định không nghe, cuối cùng đành vâng lệnh cầm lấy, với tay rút bảo đao, nghiêng mình chào lão trượng và dặn: thoảng hoặc bên ngoài có chi động rộng, chớ nên nghi ngại, trong giây lát xin báo tin mừng. Nói xong, tráng sĩ băng mình ra khỏi cửa. Triệu Võ thấy sự lạ cũng chạy theo bén gót. Tráng sĩ lầm lũi đi một mạch tới gian phòng ở dãy nhà hướng bắc. Triệu Võ tìm nơi ẩn thân, lén nhìn vào phía trong, thấy một chàng văn sinh đang ngồi đọc sách, phía sau lưng có một bỏ già đứng hầu. Cánh cửa mở ra, vị tráng sĩ bước vào, giằng mạnh bảo đao xuống bàn hét lớn: hãy kể lai lịch ta nghe, ta tới đây để kết liễu tánh mạng các ngươi. Chàng văn sinh cùng ông bỏ già đều tái mặt, vội vàng sụp lại quỳ xin tha mạng. Tráng sĩ cười lạc: thà sao được mà tha, ta được lệnh tới đây lấy đầu ngươi, chẳng lẽ về không? Người bỏ già thấy tình trạng ấy liền mạnh bạo nói lên: xin tráng sĩ hãy dẹp cơn thịnh nộ để tôi xin nói rõ nguyên do. Nguyên tiểu chủ tôi đây là Từ Chi Bình, con trai của lão chủ nhân Từ Chiếm Khôi. Hồi còn sinh tiền, lão chủ nhân vốn là hai bạn rất thân với tổng quản Hoa Viên Hàng Điện Nguyên. Họ Hàng có người con gái hứa gả cho công tử tôi, nhưng không may lão chủ nhân qua đời, gia đình gặp nhiều tai biến, gia sản tiêu tan. Giờ đây công tử tôi nghĩ đến nhạc phụ, muốn sự nương nhờ. Không may điện tướng công thấy chủ nhân tôi ăn mặc lam lũ có ý không vui, nói lời khinh rẻ những toan hồi hôn, nên bảo công tử tôi tạm nấn ná nơi đây dạy học. Này, hắn ta lại được tráng sĩ tới lấy đầu thì thật là bất nghĩa, trăm ngàn lần mong tráng sĩ rộng dung. Vị tráng sĩ thốt đao buông lời thở dài bảo: